Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Đòi nợ nhà chồng được viết bởi tác giả Ngô Hà Chi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nhìn bộ dạng của người đàn bà ấy cứ điên điên dài dài như vậy một lúc. Mà ai có nói nhỏ vào tai Tâm một chuyện. Hóa ra khi nãy Tâm không muốn cho con bú, thì cô ta là người đã giúp cho bé ăn. Theo như y tá kể cho bà, cô ta bị hành hung dẫn tới sảy thai, nên cứ điên điên dài dài đòi đi tìm con. Có lẽ khi nghe đứa nhỏ khóc, cô ta nghĩ đó là con của mình nên mới hành xử như thế. Nghe được câu chuyện này, tâm vừa đau xót lại vừa cảm thấy sợ hãi cùng là người mẹ tưởng chừng mất đi đứa con của mình cô hiểu được cái đau đớn của người đàn bà ấy nhưng cô lại không dám lại gần cô ta nhất là khi cô ta đã suýt đoạt đi đứa nhỏ các chú bảo vệ phải rất cố gắng hợp lực lại mới có thể kéo được người đàn bà kia rời đi lúc này tâm quay lại để cùng với má hai bồng đứa con của mình trở về phòng thì một người đàn ông lại chạy tới. Bộ dạng của anh ta vô cùng hớt ha hớt hải, gương mặt còn đẫm mồ hôi. Vừa tới nơi anh ta đã thở dốc mà cầu xin. Mấy bác ơi, đây đây là vợ con. Giọng nói quen thuộc khiến cho tâm đứng hình. Cô ôm lấy đứa nhỏ, đứng như trời trồng, bờ vai khẽ run lên. Ngay phía sau lưng cô, chẳng lẽ lại là anh, là người mà mấy tháng trước cô đã nhẫn tâm bỏ mặc lời khuyên can để đi lên chiếc xe hơi đắt tiền đó chắc chắn là anh cô có thể nhận ra nó một cách dễ dàng bởi vì giọng nói của anh đã khắc sâu trong tâm trí cô nè nha vợ anh bị khùng thì giữ cho kỹ để bà ấy chạy lung tung như thế nãy còn đòi bác con của cô kia kìa dạ bác thông cảm vợ của con mới mất con nên vẫn còn chưa ổn định lắm tôi có gì đâu mà thông cảm với mấy người có cô kia kìa nãy nó bắt con của cổ làm cho cổ sợ đó đi lại mà xin lỗi người ta đi cả người của tâm căng cứng hai mắt mở to vì sợ hãi cô không dám quay đầu vì cô không biết phải đối mặt với người phía sau như thế nào đôi mắt cô quay sang nhìn má hai tựa như một cách để cầu cứu may rằng bà ấy nhận thấy cô có điều gì đó không đúng liền quay sang nói Thôi không cần đâu cậu Còn tụi nó mới sanh nên nó cũng mệt Tụi tôi xin phép về để nghỉ ngơi Nói rồi má hai lực đực kéo tâm đi Còn không kịp nhận thêm lời cảm ơn Từ chối của người kia Bà ấy kéo tầm đi khuất khỏi tầm mắt của họ Sau đó đưa cô trở về phòng Những người nằm cùng phòng với cô ấy Thấy cô ấy về thì hớt ha hớt hải chạy tới lo lắng hỏi xem hai mẹ con cô có sao không. Sau khi thấy hai người họ đều an toàn, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Còn bảo là mây cho cô là cô còn thức. Không làm mất con khi nào không hay. Nghe tới đây thì tâm lại càng bị dọa sợ. Cô ôm chặt lấy đứa con của mình như muốn bảo bọc nó. Mọi người ngồi bàn tán một lúc, cuối cùng cũng tản ra đi nghỉ vì trời ấy còn khuya. Căn phòng bệnh vừa nãy còn ồn ào Lại khôi phục sự yên tĩnh của đêm dài Tâm nằm trên giường Bên cạnh là đứa con gái đã ngủ ngon Sau khi trải qua một chuyện kinh hoàng Bàn tay của cô khe khẽ Đặt lên phần bụng của nó Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt Thì thoảng cửa cục Trong tấm chăn kia Sao? Bày thấy nó có ghét không? Nãy khóc quá trời Mà giờ được ôm là nín liền Tâm không nói thêm một lời nào cả Cô chỉ lặng lặng ôm đứa con vào lòng Sau vô số chuyện đã diễn ra Cô thực sự rất mệt mỏi Chỉ muốn ở cạnh con của mình Nhưng hiện thực tàn khốc Vẫn hiện ra trước mắt Dù muốn nhắc nhở cô Đừng quên đi chúng Cả khi gặp lại Hùng lúc vừa nãy Cô đã cảm tưởng như Một cú tác mạnh mẽ Đã dán vào khuôn mặt của cô Khiến cô đau đớn Mà nhớ tới cái cuộc đời khốn nạn của mình tâm co rút người lại, đem đứa con gái của mình áp chặt vào lồng ngực, cố dùng hơi ấm của hai mẹ con để sưởi ấm cho nhau. Cuộc đời này của cô chỉ còn ba má và đứa con này là chỗ dựa để sống tiếp. Mấy ngày sau đó, nhà bà Mười đến, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Vậy nên Tâm càng không mong gì với việc họ sẽ đến thăm mẹ con cô. Mỗi ngày cô chỉ cần có thể nhìn thấy con gái yên ổn ngủ bên cạnh mình thì cô đều có thể bình tĩnh mà sống. Hôm nay đang ngồi chơi với con gái thì Hân đi vào, mang theo ít đồ em bé và mấy món bồi bổ cho hai mẹ con. Bởi vì bị Minh lấy hết tiền, nên tâm vào khoảng thời gian này đều nhờ vào chút tiền ít ỏi của má hai và tiền làm thêm của Hân để chi trả viện phí cùng với tiền sinh hoạt. Nhưng cô biết, số tiền ấy không còn bao nhiêu, nên ác họ phải xin xuất cơm bệnh viện sớm. Chỉ là nên đi về đâu, cô lại không dám nghĩ tới. Mẹ, cái nhà đó toàn lũ chó. Em kể nghe, hồi hôm qua em nghe thấy ông chủ làm âm um lên với bà ta. Nghe bảo đâu bà có bồ bịch gì bên ngoài đó. Chuyện người, cứ phải vác vào nói cho con tâm chi để nó phiền lòng vậy? Ông cũng có tốt lành gì cho Cam, cũng cặp kè sâu lưng bà chủ đó thôi. Má hai vừa mới mua ít trái cây, về nghe mấy lời của Hân thì đánh giọng nhắc nhở. Nhưng từ khi nhà họ đối xử không có chút tình người nào với Tâm, thì lòng bà đã căm ghét cái nhà đó hơn bao giờ hết. Hân lúc này nghe bà ấy nói thì càng hào hứng hơn, vội vàng kéo bà ấy ngồi xuống rồi gặn hỏi. Gì cơ, má ơi, ông chủ có bồ nhí hả? Trời đất, nhìn ổng tướng đạo mạo thế kia mà ghê ho. Hèn chi, đẻ ra đứa con trai trời ơi đất hỡi quá. Hưng nguyết dài cái chữ cuối, chùa chật lưỡi đầy mỉa mai. Còn tâm thì trố mắt nhìn. Tuy rằng lúc đầu không muốn nghe chuyện này, nhưng mà lòng tò mò trỗi dậy. Cô về làm dâu nhà họ đã gần một năm nay, ngoại trừ vài dịp quan trọng, thì rất ít được nhìn thấy ba chồng của mình nói là ba chồng nhưng trừ những dịp trong nhà có tiệc tùng đặc biệt còn không ít khi mà tâm được nhìn thấy ông ta trong ấn tượng của cô ông ta hiện lên với hình ảnh một kẻ độc đoán lạnh lùng và kiệm lợi cả đôi mắt của ông ta ẩn sâu cặp mắt kính dày cồn kia cũng chưa khi nào nhìn lên dường như mọi thứ trên đời này đều bị ông ta chôn vùi xuống dưới chân thôi chuyện của người ta mày cứ thay kệ đi con muốn kệ lắm má ơi mà mấy cái máu chó của cái nhà đó nó vừa ngập vừa thối cho nên con nhìn không có được vừa bỏ một miếng xoài chua vào trong miệng hân vừa nỉ non để nghe được chuyện từ má hai người đàn bà ấy hết cách ngó nghiêng ngó dọc xem chừng trong phòng bệnh không còn mấy người. Đa phần ở lại đều đã ngủ, nên mới kéo ghế, ngồi kể cho họ nghe về chuyện mà bà ấy biết. Làm việc trong căn nhà đó cũng được một thời gian. Đương nhiên có vài lần bà vô tình nghe được một vài chuyện. Lục lọi trong trí nhớ hỗn độn của mình, má hai nhớ rằng hôm đó là một ngày hè của hơn 10 năm về trước. Khi ấy Minh chỉ mới là một đứa nhỏ 9 tuổi, cùng nhau đùa giỡn với đám con mà khách đến dự dắt theo. Cùng với chúng nó chơi trốn tìm khắp nhà. Và cũng không ai rõ vì sao, thằng bé lại trốn mãi, kêu không thấy thưa gửi. Lúc này má hai thấy cũng trễ rồi mới tự mình lên tìm thử, thì thấy Minh đứng ở trước cửa phòng làm việc của ba mình. Chết chân, nhìn gì đó qua khe hở khi ấy bà đến gần mới phát hiện ra bên trong phát ra thứ âm thanh đáng kinh tởm của người đàn ông cùng với người đàn bà đang ân ái mà điều khiến cho bà ấy càng buồn nôn hơn là bà chủ của họ đang ở dưới tiếp khách nên chắc chắn không thể là bà ấy trời đất sao má không nhìn thử xem ai bậy khùng quá bữa đó nhà cô tiệc Khách khứa cũng đầu có hơn ba chục người. Tao dẫn thằng Minh đi ra chỗ khác thôi. Nói tới đây, chợt má hai nhớ tới chuyện gì đó, ngỡ người ra một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà tao có vô tình thấy được, sau lưng cái người đàn bà đó, ngay chính giữa, có hình xăm hoa hồng. Đôi mắt con hờn trố ra, đồng tử nở to lên. Mấy năm này nó làm giúp việc cho nhà bà Mười, nó đâu có nghĩ cái nhà này lại tác tệ như vậy. Từ khi tâm vào đó làm dâu, nó thấy cô bị hành hạ quá đáng thì mới trở nên cầm ghét cái nhà đó tới như thế. Hóa ra là thối từ xưa, nát từ ruột chứ không phải do mỗi mình tên Minh. Ôi trời, thế là hổ phụ sinh hổ tử. Cha mẹ không ra gì thì sinh ra thằng con cũng tác tệ y chang. Nè, cái miệng mày đó, lỡ mà họ nghe được thì mềm xương nha. Con có làm cho nhà họ nữa đâu mà sợ chứ. Hân biểu môi, cố ý làm ra vẻ không sợ gì. Lúc này đứa con gái của Tâm đã bú no, liền ngoan ngoãn ở lên một cái đi ngủ. Nôm na nhìn con bé chẳng khác nào một chú heo con mẫm mỉm, đáng yêu tới chết người. Hân đương nhiên không bỏ qua cơ hội nào, liền đưa tay véo nhẹ vào cái má tròn phúng phính nhưng bị má hai đánh để nhắc nhở. Nhỏ mới ngủ, bây làm nó thức rồi má lại cực nữa. Con nưỡng chút thôi, từ lúc đó sanh tới giờ mới thơm được có hai ba cái. Còn nít hôn má nhiều nó sẽ cái má luôn đây. Bị má hai ngăn cản, hân mới chịu tha cho con bé. Tâm thì chỉ biết cười trừ, lẳng lặng trải thêm một tấm chăn mềm từ bên dưới rồi đặt nó nằm lên. Trộn vía là con bé từ khi sinh ra tới giờ rất dễ nuôi, ăn no là ngủ, ít quấy khóc nên cũng đỡ đần được bao nhiêu. Có lẽ nó hiểu rằng mẹ nó đã đủ khổ rồi nên mới ngoan ngoãn như thế. hơn ngồi cùng với mẹ con của Tâm một lúc, lại phải tất bật chạy đi học. Nó mới có lớp 11 nhưng bận rộn quá chừng. Đi học về còn mặc nguyên bộ áo dài trắng là vào đây, bởi vì muốn giúp cho cô mà nó tự mình kiếm thêm việc làm bên ngoài, lén lút, giấu cha giấu mẹ làm, rồi đưa tiền cho cô đóng viện phí. Mới đầu cô có bảo không muốn giận, nhưng mà nó lại len lén đưa cho má ai. Khi cô biết thì cũng đã rồi, la thì nó cơn cổ lên bảo. Tiền em cho cháu em, có cho chị đâu mà chị bảo trả. Tánh tình của hơn ngàn như thế đây, nhưng mà lòng nó tốt, Má hai bảo tâm thầy kệ nó. Cứ nhận rồi mốt đi làm, kiếm tiền trả lại sau cũng được. Cả bà ấy đi cầm mất một đôi bông tay để lo đủ viện phí cho má con cô. Dù cho đó là thứ tài sản quý giá nhất trên người của bà. Có mấy bận cô bảo thôi để cô xuất viện sớm rồi xin đi làm. Đỡ tốn viện phí lại khỏe cho bà. Dù sao bà ấy vẫn là người ở trong nhà của mình. Ở đây với cô mãi thì sẽ khiến cho họ gây khó dễ. Nhưng bà ấy bảo cô không cần lo, đợi cô quen việc, rồi thì bà ấy mới về trong nhà. Nhưng tầm biết, bản thân không nên cứ mãi trong đợi vào ai khác. Bây giờ cô không thể về nhà, nếu về nhà của đám người đó thì lại càng không. Khung cảnh bị đánh tưởng chừng như suýt chết, cùng với con ở trong bụng, vẫn ám mạnh cô mỗi khi nhắm mắt với cái tính đó của mình, cô chắc mẩm rằng mình sớm muộn gì cũng chết dưới tay hắn. thêm nữa, ám ảnh về chuyện mà hắn đã làm khiến cô tưởng chừng không thể thở nổi. dù sao thì bà mười đã nói nếu là con gái thì nhà họ xem như không liên quan. nếu như bay đã không về lại cái nhà đó thì cũng nên nói cho ba má bay biết một tiếng. chứ giờ con thì nhỏ, bay thì vừa sinh xong, sao mà đi được chứ? con sợ lắm má ơi. Bà má con cũng già rồi, chậm xóm còn hay soi mói đủ điều. Lỡ như con về đó thì họ lại không yên. Nghĩ tới mấy lời đàm tiếu của những kẻ mang danh hàng xóm kia, hai chữ đạo đức treo trên miệng để đầy nghiến tâm vì lỡ mang bầu. Nhưng họ đâu có biết rằng chính cô cũng không muốn bản thân mình lâm vào cảnh như thế này. Cuộc đời cô vốn dị đã rất tươi sáng, và tràn đầy mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn, cuối cùng lại bị hủy đi vì một kẻ không ra gì. Nhưng cô nhất định sẽ không đầu hàng, ít nhất là vì ba má và đứa con này. Nhìn thấy thái độ của Tâm, má hai biết rằng khó mà lây chuyển được cô. Chỉ là bây giờ trong nhà bà Mười đã biết được cô sinh ra là con gái, xem chừng khó mà về lại đó. Nhà cô thì bà ấy nghĩ càng khó Nhất là sau khi nghe cô nói như thế Không biết sau khi xuất viện Nên để cho hai má con của họ đi đâu Đang lúc chìm trong cơn suy nghĩ Hai người họ không để ý được Cánh phòng bệnh đã mở ra từ lúc nào Một người đàn ông khỉnh khạng đi vào Trên tay là một giỏ trái cây to lớn Và một lốc sữa tươi Ông ta có vẻ là một người khá giàu có Trên người bận một bộ vest khá lịch sự đứng ở cửa phòng bệnh ngó nghiêng một hồi sau khi xác nhận xem tâm ở đâu thì nhanh chóng tiến lại cất giọng hỏi cô là tâm là vợ của anh minh đúng không có thể xem là như vậy ông là ai đứng trước một kẻ kỳ lạ đột nhiên hỏi tới mình khiến tâm có chút đề phòng mặc dù bộ dạng của ông ta rất lịch sự nhưng cô không rõ mục đích ông ta tới đây để làm gì thì vẫn nên đề phòng thì hơn. Má hơi ngồi bên cạnh giường nheo mắt, một hồi sau mới kêu lên. À, chú Lâm đúng không? Dạ, dì hai vẫn nhận ra con sao? Bởi vì là người quen nên má hai rất niềm nở, vội vàng đứng dậy để cho ông ta ngồi lên ghế. Ông Lâm nhận được sự đối đãi này cũng không dám nhận đem mấy món đồ mình mang đến để lên bàn. Sau khi xong xuôi, má hai mới hỏi ông ta: sao mà bây biết mà vô đây vậy? Dạ con có nghe thủy nói nên vô đây thăm con bé. Nghe nhắc tới cái tên này thì không chỉ có tâm mà cả má hai đều chưng hưởng, đưa mắt nhìn nhau. Thủy là tên thời còn con gái của bà mười, cũng là má chồng của tâm. Bà ta trước nay có ưa gì cô Huống hồ giờ cô chỉ sinh được một đứa con gái Thì càng chắc chắn không muốn nhìn thấy mặt cô Vậy nên chuyện mà bà ta cho là xấu hổ trong nhà Làm sao có thể đem ra ngoài kể cho người khác Phải chăng người đàn ông này đối với bà ta Có sự thân mật nào đó chăng À bà chủ kêu bay vô đây sao Lạ nghe Dạ không con nghe Thủy nói rồi tự mình vô có gì má hai, đừng có nói lại với bà giúp con. Đôi mắt của ông Lâm khi nói tới bà Mười là tự động sáng lên như chứa hai vì sao trong đó, khiến cho người khác cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ. Thế nhưng hành động của ông ta lại vô cùng lịch thiệp, lời nói là dư sóc mực vào tay nên không khiến cho ai nghi ngờ chút gì. Dựa theo cách mà má hai đón nhận ông ta, tâm nghĩ rằng có thể người này là một người tốt, nên cô cũng gật đầu cảm ơn. phiền chú đến tâm, con cảm ơn. không có gì đâu, đứa nhỏ đâu rồi, cho chú xem thử coi. gương mặt của người đàn ông không giấu được vẻ háo hức. lúc này tâm nhìn má hai một cái, sau khi nhận được cái gật đầu đảm bảo thì mới lách người qua để ông ta nhìn đứa nhỏ. sau khi được cho uống sữa xong, thì đứa bé rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ thi thoảng mới cục cửa một chút vì khó chịu. Ông Lâm nhìn đứa nhỏ yên ổn, nằm trong chiếc chăn nhỏ, gương mặt không che giấu nổi niềm vui sướng. Bàn tay ông ruông lên, chạm nhẹ vào đôi má phúng phính kia. Ông cười cười nói. Trời đất, nhìn nó y cái khuôn thằng mới nồi nhỏ, cái miệng này có khác gì đâu. Nghe mấy lời này của ông Lâm, không khó để người ta nhận ra sự vui mừng và thích thú ẩn giấu bên trong đó thật sự nếu có người không biết họ còn tưởng ông là ông nội của đứa nhỏ tới thăm cháu tâm thì không nghĩ nhiều chỉ là người lớn thấy con nít thì vậy thôi nhưng khi ông lầm kề sát mặt để ngắm nghía con gái cô thì cô có cảm giác ngờ ngợ không biết có phải cô hoa mắt hay không nhưng lại cảm thấy đường nét trên khuôn mặt của ông ta có phần tương đồng với con gái sau khi nghĩ thì cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy ông lâm không nói chuyện nhiều với tâm chỉ thi thoảng hỏi cô vài ba câu để lấy lệ rồi lại cúi xuống đựng con bé hồi lâu sau ông ta cười cười đứng dậy xin phép ra về còn bảo má hai ra ngoài để nói chuyện thêm một chút không ai rõ ông ta đã nói gì chỉ thấy lát sau má hai cầm vào một xấp tiền lớn đưa cho tâm và bảo cô cầm lấy Nhìn vào độ dày của nó, cô đoán chừng cũng vài chục triệu chứ không ít. Điều này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, vội vàng hỏi. Tiền đâu ra đây má ơi? Sao nhiều vậy? Thì tiền chú Lâm cho bay đó, nói bay cứ yên tâm, ở trong viện, rồi khi nào ổn hơn thì về lại nhà. Ông nói đã khuyên bà chủ rồi, bà cũng cho bay về đó. Thôi má ơi, Má trả lại người ta đi Có thân quen gì đâu mà con nhận chứ Kệ đi con Chú Lâm là người quen của ông bà chủ Chắc hẳn ông ấy chỉ muốn giúp con thôi Người giao du với cái nhà đó Có mấy người là người thật sự tốt Hơn nữa Người đàn ông này có vẻ kỳ lạ vô cùng Ngoài mặt thì luôn tỏ ra bộ dạng lịch lãm Nhưng thực chất Trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ toàn tính nếu không có điều gì muốn tính toán trong lòng cớ gì ông ta lại mang tiền tới chỗ cô trải qua nhiều chuyện như thế cô không tin có người lại tốt bụng đi giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp hai người nói chuyện thêm một lúc má hai phân tích thiệt hơn cho tâm để cô biết rằng nhận được số tiền này ở thời điểm này sẽ tốt và đỡ hơn được bao nhiêu hiện tại nhà chồng không thể giúp cô nhà mẹ thì càng không thể số tiền má hai và hơn tích lại càng không còn nhiều dù cho cô tặng tiền hết mức cũng không đủ đến ngày ra viện chi bằng cứ nhận để lo liệu mọi chuyện cho ổn rồi sau này lại kiếm tiền khác bụ bạo nghe được những lời khuyên nhủ của má hai tâm trầm ngâm một lúc lâu không một lời đáp trong lòng cô hiện tại ngổn ngang và giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ khó chịu không tôi nhưng hiện thực phủ vàng đã khiến cho cô biết rằng cô không còn thêm sự lựa chọn nào khác ít nhất cho tới hiện tại đó là điều tốt nhất dành cho con gái cô độ khoảng vài tuần sau là khoảng thời gian ra viện của tâm sáng hôm đó tâm dậy sớm để sắp xếp quần áo vào trong túi và mang một số giấy tờ may là có má hai giúp cho cô chuẩn bị trước nên cũng không cực khổ gì cho cam Thủ tục ra viện cũng đã làm xong Mọi thứ vốn chị rất suôn sẻ Cho tới khi đến cổng bệnh viện Nhìn thấy chiếc xe hơi của bà Mười Đầu trước cửa Thoáng chốc nhìn thấy nó Cơn buồn nôn đã dâng tặng lên cuốn hồng Khiến cô khừng lại Vòng tay ôm đứa con gái Cũng thoáng chốc cứng đỡ ra Má hai đi phía sau Vội đỡ sau lưng cô Thì tầm bảo Bình tĩnh lại Ráng qua hết khoảng thời gian này Con sẽ ổn thôi cả người của Tâm vẫn không giấu được cơn run rẩy Nhưng cô vẫn cố hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng của mình. Sau đó mất một lúc, cô mới có thể vững tâm mà bước tới. Cánh cửa xe được tài xế mở ra. Bên trong là người má chồng mà cô sợ hãi và cả người chồng của cô cũng ngồi ở ghế phụ. Không khí trong xe tương đối u ám, thậm chí cô còn ngửi được mùi thuốc súng và dao cắt lạnh lợn vào nơi đầu mũi. Đúng là thứ tài ương, cả con trai cũng không sinh được. mau lên xe đi. Bà Mười đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn đứa con dâu và đứa cháu, sau đó cố gắng ngồi dịch vào bên trong để Tâm ngồi vào. Điều này vô cùng thân thuộc với Tâm, nên cô không có gì quá bất ngờ. Chỉ ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, không quên chừa một khoảng đủ cho má hai ngồi cùng. Sau khi mọi người đã lên xe đủ, tài xế vội vàng khởi động xe quay đầu hỏi bà mười bà chủ bây giờ mình về nhà luôn sao ầm uhm, một âm thanh va đập vang lên khiến cho những người trong xe hoảng hốt đứa nhỏ trên tay của tâm cũng khóc ré lên bà mười còn chưa kịp hòa hồn thì phát hiện ra đầu xe đã xuất hiện người đàn bà gầy guộc mặc bộ quần áo cũ sợn của bệnh nhân không ai rõ vì sao cô ta làm như thế chỉ biết rằng cô ta nhìn vô cùng đáng sợ Nhất là đối với Tâm Bởi lẽ đó không ai khác Kẻ đã toan tính Bắt lấy con gái cô mấy tuần trước Chỉ mới không gặp có mấy tuần Cô ta đã tiều tùy hơn hẳn Thậm chí còn có chút điên hơn Người đàn bà ấy Đu lên phần kính chắn của xe hơi Dùng hai tay Nắm đấm đập vào mặt kính Đôi mắt cô ta Lông sồng sọc Hằng lên tia máu đỏ Cánh môi khô khốc của cô ta mở to, không ngừng la ó khiến người ta sợ hãi. Nhưng điều khiến cho mọi người trong xe kinh hoàng hơn là cô ta hướng về phía Minh, gào lên thống thiết. Trả con cho tao, mày giết con tao, trả con cho tao. Vừa hét lên như thế, người đàn bà ấy càng điên cuồng, dùng hai tay, nắm đấm đập mạnh vào kính xe. Gương mặt vốn dị rất ngồng nghiền của Minh khi nhìn thấy người đàn bà đó thì toát cả mồ hôi. Dường như nhận ra cô ta là ai. Thế nhưng hắn ta lại nhanh chóng gạt đi, quát lớn gọi bảo vệ bệnh viện ở gần đó. Nè, bọn mày được trả lương để làm cảnh sao? Mau kéo con mụ này ra coi. Mấy người bảo vệ vội vã chạy tới kéo người đàn bà kia ra. Tuy nhiên, người điên thì sức lực có phần mạnh hơn người khác. Cô ta vùng vẫy, cào cấu vào người đám vệ sĩ đó khiến họ bị thương không ít thậm chí cô ta còn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của họ xong tới nắm vào cái kính xe chưa kịp kéo lên của mình điều này khiến cho hắn càng hoảng loạn mọi người trong xe cũng sợ hãi không thôi vừa ghi lấy kính xe cô ta vừa gào lên thằng chó mày đợi đấy tao nhất định sẽ chém chết mày tao sẽ báo thù cho con tao thằng chó Lời này của người đàn bà điên khiến cho mình càng sợ hãi. Hắn ta quay sang, quát bảo tài xế chạy đi. Mẹ mày, mau chạy đi, đứng đây làm gì nữa? Người tài xế vội vàng cho khởi đồng xe, sau đó nhấn gà chạy đi. Lúc này người đàn bà kia vẫn không ngừng chửi bới, thậm chí còn cầm đá bên đường mà chọi thẳng vào sâu xe của họ. Ba mươi bị một màn này dọa cho sợ hãi, không nói ra được lời nào cả, ngó trần trần đứa con trai quý hóa của mình. Dựa vào linh cảm của một người mẹ, bà dường như hiểu rằng Minh đã làm ra thêm chuyện tày đình gì rồi. Đứa con gái trong lòng tâm bị cánh vừa rồi làm cho giật mình khóc ré lên. Tiếng khóc của con bé khiến bà Mười và Minh đều khó chịu. Đặc biệt là Minh sau khi trải qua chuyện vừa nãy thì càng như bị tiếng khóc chọc cho tức điên hơn hắn quay đầu ra phía sau mặc cho tâm đang cố gắng dỗ con mà ném một bao thuốc lá vào người cô quát má nó mày dỗ con còn không xong thứ vô dụng như mày sao không chết quách trên bàn mổ đi cho tao đỡ phiền chứ rồi minh chị tay vào đứa con gái đang khóc ngất lên rút mấy lời ghê tởm qua kẻ răng cả cái thứ của nợ này nữa khóc còn mẹ gì mà khóc có tìm tao bóp chết mày không hả? Dứt lời Minh giơ tay định ném gói thuốc lá vào người con bé. Theo phản xạ, tầm giờ tay che cho con mình và ngước đôi mắt mở to nhìn Minh. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự căm hận và tức giận tới mức khiến cho người đàn ông như hắn có chút trùng xuống. Xen lẫn với đó, hắn ta còn cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi lẽ người con gái như tầm trước nay luôn không dám dùng thái độ như vậy để nhìn hắn. Cho dù lúc khóc tới ngất đi dưới chân của hắn Hay là lúc bị đòa đầy bởi những câu mắng chửi Và những trận đòn sống dở chết dở Ánh mắt này chỉ khi cô bị hắn đánh suýt sậy thai Và hôm nay mới có Bà Mười ngồi bên cạnh Hàng chân mày câu lại Trên gương mặt của bà đã hiện rõ những nếp nhăn đang xô đẩy nhau Bà khó chịu vì tiếng khóc thì ít Mà khó chịu vì không khí giữa tâm và minh thì nhiều chuyện vừa nãy làm cho bà suy nghĩ đủ thứ thêm chuyện này càng khiến bà bực mình hơn nhưng bà không thèm trách cứ đứa con trai cưng của mình đâu mà chỉ mũi nhọn về phía tâm mày có thôi đi không thứ vợ gì mà trơ mắt nhìn chồng như thế nó sai à sao mày ngu thế sành ra cái đứa con gái vô dụng còn khóc lắm không phải người ta bàn tán ra vô thì đừng có mơ tao đón má con mày về đây giọng nói của bà mười oan oan trong xe, thậm chí còn đây nghiến tâm vừa không quên nhéo vào bên hông của cô. Cơn đau nhói ở da thịt khiến cô bừng tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự căm hờn. Nếu không phải có má hai ở bên cạnh, chạm nhẹ vào tay cô nhắc nhở, e rằng những lời trong lòng sẽ không cẩn thận mà lộ ra ngoài miệng mất. Cô không đáp lại những câu mắng chửi của bà Mười, chỉ im lặng nếp mình lại, chú tâm cho việc dỗ dành đứa con gái của mình cũng may con bé khóc được một lúc thì ngưng, ngoan ngoãn nếp vào lòng của cô mà ngủ một giấc. Không khí trong xe vì thế mà dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn không thể ấm áp hơn mà càng lạnh lẽo. Chiếc xe hơi cứ chầm chậm lăn bánh, cứ thế hòa vào dòng người, rồi lại tách dòng người nô nước kia mà chạy thật nhanh tới nơi cần tới. Rất lâu sau, cuối cùng thì nó cũng dừng lại vẫn là căn biệt thự to lớn, lúc nào cũng đóng cửa kín bưng. Không có gì có thể lọt ra ngoài, ngoại trừ vài cơn gió, lén lút chùi qua những kẻ hở. Không cần đợi ai, Minh vùng vằng mở cửa xe rồi đi xuống trước, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà. Theo sau là bà Mười chạy với theo gọi. Mặc cho đứa con trai ấy còn chẳng tem ngoảnh đầu nhìn lại. Tầm đi xuống phía sau, cùng tất cả, bồng đứa con gái của mình đi vào trong nhà cùng với má hai. Cuộc đời cô từ dạo này còn phải lo thêm cho một sinh linh bé nhỏ. Theo như lời khuyên nhủ của má hai, tầm cố gắng sống nhẫn nhịn trong căn nhà ấy được gần 5 năm. Mỗi ngày cô đều chịu đựng sự mắng nhiếc, đầy nghiến từ bà Mười, sự khinh thường, mỉa mai từ mù loa và cái lan. Nhất là lan, gần một năm trước cô ta lén vào phòng của Minh, khi hắn ta đang say sau đó không cần tâm điều tra quá nhiều bởi lẽ bộ dạng của cô ta khi rời đó với quần áo sọc xệch đã đủ cho cô biết mọi thứ minh dường như rất hưởng thụ điều này thậm chí còn coi nó là một cách để chọc tức cô tâm không để tâm tới chuyện ấy hay nói đúng hơn nó chẳng đáng để cô bận tâm sau khi ba má của cô biết được chuyện cô xin con gái đã không hỏi cô rằng có muốn trở về nhà sống cho thoải mái hay không họ hiểu rằng cô sống ở nơi này vốn dị đã không thoải mái theo như giao hẹn nếu không sinh được con trai thì coi như phải tự làm tất cả nên họ không đành lòng để cô ở lại thế nhưng tâm lại khước từ sự mời gọi của ba má để trở về nhà vì cô còn có một dự tính khác vào một ngày cuối thu tâm nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn cùng lớp cũ sau khi xảy ra chuyện năm xưa vì quá tuổi nhục nên cô không dám liên lạc với ai kể cả bạn thân của cô năm đó là hồng vậy nên khi nhận được cuộc gọi này cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhờ đó mà biết sơ qua vài chuyện người bạn ấy kể rằng sau khi cô nghỉ học thì vị trí đứng nhất lớp đã thuộc về hồng ngay cả cơ hội được đi du học ở singapore cũng thuộc về cô ta nhưng điều đáng sợ nhất là Hùng vốn chỉ là bạn thân của cô, nhưng thời điểm cô gặp chuyện khủng hoảng nhất, chính cô ta lại đi rêu rao khắp nơi. Thậm chí còn bảo với mọi người, cô đã bảo cô ta hãy tìm cách để dụ dỗ Minh. Nghe sự thật về người bạn năm xưa của mình, Tâm không biểu lộ gì quá nhiều, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại vài lời qua loa rồi lại thôi, không rõ có phải do xui khiến hay không. Mà người bạn ấy tiết lộ với cô rằng Hùng đã trở về nước thậm chí còn dẫn theo người yêu về nước. Cuộc sống hiện tại của cô ta vô cùng hạnh phúc và thành công, đẹp đẽ như cô ta từng mong ước. Cạch, đặt chiếc điện thoại cũ mềm trên tay xuống bàn, tầm bớt giác thở dài. Với những lần say khước, mình đã vô tình tiết lộ về sự tình năm đó cho cô biết. Hóa ra, Hồng chẳng phải vô tình mà nhờ hắn chở cô về nhà. Hóa ra, đêm hôm đó hắn cảm thấy cô xinh liền ngõ giá với Hồng để đưa cô vào trong. 500.000, một tờ polymer màu xanh bóng bẫy là số tiền mà hắn dùng để mua một cuộc vui vẻ với cô và mua cho cô một cuộc đời đầy bất hạnh. Thời gian đầu khi biết mọi chuyện, tâm hận tới thấu xương, chỉ trực chờ dùng con dao để đâm xuyên lồng ngược minh cho hạ dạ. Nhưng khi con dao vừa được đưa lên, đã phải hạ xuống bởi cô hiểu rằng nếu mình làm như vậy đứa con gái duy nhất và ba má của cô mới là người khổ nhất chỉ có một mình thì cô có thể tự mình gánh chịu tất cả thậm chí chết đi cùng hắn cũng không phải là một ý tồi nhưng mà giờ đây cô còn có họ cô không muốn họ mang danh người thân của kẻ giết người để khốn khổ thêm vậy nên cô đã tính toán một hướng đi khác một hướng đi báo thù không chỉ dành cho Minh Mà còn tất cả những kẻ đã hại cô Tới mức thê thảm Khi Tâm còn đang suy nghĩ miên man Thì cánh cửa phòng mở toan Minh loạn choạng đi vào Kèm theo đó là mùi bia rượu nồng nặc Tới mức khiến cho người khác buồn nôn Trên áo sơ mi của hắn ta Vẫn còn in hằng vết son môi Và mấy vết lấm lem Sau những cuộc vui cùng với đàn em Và các chân dạy Vừa vào tới phòng hắn đã chỉ tay vào mặt của tâm mà quát mày ngồi đây làm cái chó gì đi lấy nước cho tao đi nhanh lên tâm không đáp lời của mình cô dùng thái độ lạnh lùng để đối diện với hắn càng ngày khi đối diện với người mang danh là chồng này cô càng cảm thấy ghê tởm trước điều bộ của hắn may rằng thực chất cô không cần phải ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn bởi lẽ theo như giao hẹn mà bà mười đưa ra chỉ cần cô ở lại nhà này trong 6 năm, đến khi con gái cứng cáp để qua cái khoảng thời gian bà ta bị soi mói thì có thể rời đi. Nhưng bà ta có lẽ không biết, thời gian qua ở trong căn nhà này, cô đã thu thập được không ít chuyện đáng khinh của gia đình nhà họ. Mặc kệ cho Minh đang say xỉn mà quá táo, tâm rời khỏi căn phòng đó đi xuống dưới bếp. Bà Mười đang ngồi ở dưới, bộ dạng vô cùng khép nép trước người chồng của mình nhìn bà ấy khác một trời một vực so với hình ảnh khi đàn áp cô lúc không vừa ý dường như người đàn bà này đứng trước ba chồng cô liền trở thành một người hoàn toàn khác tôi đã nói với bà thằng nghịch tử đó mà không chí thú học hành làm việc thì đừng có nhận tôi làm ba nó kìa ông ông đừng có nóng con mình đã còn trẻ nên ham chơi là thường thôi còn trẻ nó hơn hai tuổi rồi còn trẻ sao bà có biết những năm nay nó ăn chơi trát tán bên ngoài đã gây ra những chuyện gì không hả? một đứa con gái nghèo hèn vào cái nhà này còn chưa đủ bôi tro trét trấu vào mặt tôi hay sao nghe nhắc tới tên mình bàn tay đang đặt ở thành cầu thang của tâm khẽ siết chặt ánh mắt căm thù nhìn xuống hai con người bên dưới trong mắt của họ kẻ làm ra tội lỗi không phải đứa con trai yêu quý mà là cô đứa con gái vừa nghèo lại vừa không có học thức. Nhưng họ có biết rằng nếu thực sự được lựa chọn, cô ta rằng mình chết đi vào cái đêm kinh hoàng đó còn hơn phải gả cho mình. Tôi đã thu xếp rồi, đợi khi nào con Dương đủ tuổi đi học rồi kiếm cớ đuổi nó đi. Dù sao nhà mình cũng không cần một đứa cháu gái không có giá trị. Lời nói sắc lạnh như dao khiến cho người khác càng nghe lại càng phải rợn lên từng đợt gai ốc. Mấy năm nay Tâm tùy đã chứng kiến sự lành nhạc của đám người trong căn nhà này. Nhưng nghĩ tới việc trong người con gái mình đang mang một nửa dòng máu của họ vẫn bị ghé lành, thực sự khiến cho cô đau lòng. Lúc này cô cố nén cơn giận trong lòng xuống, chậm chậm bước xuống cầu thang, đi xuống dưới. Bà Mười nhìn thấy cô thì hắn giọng, cố làm ra vẻ như không có nói gì. Cô cũng lười để ý bà ta, liền quay đầu đi xuống bếp má ai nhìn thấy tâm đi xuống với mặt mày ủ dột thì biết là có chuyện xảy ra liền lấy cho cô một cốc nước để hạ hỏa nhưng cô còn chưa kịp nâng ly lên nhấp môi thì một bóng người từ bên ngoài đi vào tâm tình vốn dị không tốt của tâm lại bị kẻ này phá hỏng thêm vài phần, khiến cô khó chịu đặt ly nước xuống rồi ngoảnh đi chỗ khác tìm việc làm để phân tâm nhưng kẻ kia lại dường như cố tình không muốn để yên lần vần trước mặt cô mà khích điểu. Trời ơi, anh Minh say xỉn, về ở trên đó mà mở chủ xuống đây làm gì? Hay là anh không ưa mở chủ nên đuổi mở xuống? Lan từ khi trèo lên được giường của Minh thì rất đắc ý, thậm chí còn thực sự xem mình là vợ của hắn ta. Lắm lúc cô ta còn tỏ vẻ kiên kiệu với những người làm trong nhà, với cả tâm. Điều làm cho cô ta thích thú nhất là làm ra vẻ cao ngạo Rồi bắt cô làm cái này Làm cái kia cho cô ta Phạm là thứ gì đó Mà cuộc đời của một người thiếu thốn Họ sẽ cố gắng Thể hiện mình có được nó Làng là kẻ từ nhỏ Đã sống với kiểu nghèo hèn Chỉ biết đi ở đợi cho những gia đình giàu có Trong lòng cô ta lúc nào cũng khao khát Có được vị trí của một người chủ Một sự hèn nhát Đến tột độ Đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao cô ta luôn muốn nắm lấy mình bởi vì trong tâm thức của cô ta hắn ta có thể giúp cô ta thỏa được cái khao khát ấy đối với tâm hành động ngu ngốc của lan chỉ khiến cho cô cảm thấy rất phiền phức ngày xưa khi chưa hiểu được mọi chuyện mà mãi lo lắng cô cũng có thể nhịn nhục qua ngày nhưng lan càng chơi quả bóng quyền lực trong tay càng lâu tâm trí càng trở nên điên loạn hơn vậy thì càng tốt Tâm thực sự mong chờ cô ta ham muốn lên lên vị trí này tới mức nào. Có đuôi hay không thì cũng không cần một kẻ như mày quan tâm. Dù sao thì mày cũng chỉ là một đứa ở đợ trong nhà. Nhọc lòng quan tâm chuyện của chủ làm gì chứ? Mày nói cái gì? Lan giơ tay lên, định xuống tay tát cho tâm một cái thật đau điến. Má hai thấy có đồng tĩnh thì xông tới chắn ngang hai người mà quát lên. Mày làm cái gì vậy hả con kia? Má hại tránh ra để tôi đánh nó. Nó dám bảo tôi là ở đợ. Sai sao? Mày với má, cả mụ loa kia đều ở đợ chứ còn gì nữa. Hay mày nghĩ mày là chủ trong nhà? Sự thật phủ phàng đã bị vạch ra trước mắt khiến cho làng á khẩu. Nhưng cô ta vẫn không phục. Điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt của cô ta và tâm có thể nhận ra nó dễ dàng. Khao khát duy nhất của cô ta là có thể bước lên vị trí của cô, nên cô chắc mẩm cô ta sẽ không tự thủ đoạn. Nhưng tâm hoàn toàn không có bất kỳ sự sợ hãi nào cả, bởi lẽ điều cô muốn nhất chính là thoát khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này thì con gái của tâm, bé Dương, từ bên ngoài chạy vào. Con bé đã gần 5 tuổi nhưng vẫn chưa thể đi học, dù cho tâm đã cố gắng trang trải học phí cho nó bởi vì cảm minh và tâm đều không có đăng ký kết hôn nên giấy tờ khai sinh của nó làm rất khó cô chỉ có thể làm cho nó dưới dạng ngoài giá thú vào đầu năm nay nhờ vậy chỉ cần sang năm con bé có thể vào học lớp 1 mà không có trở ngại nào cả má ơi con muốn ăn đùi gà bé dương vừa nắm lấy gốc áo của tâm lắc lắc hai cái má nhỏ lại phồng ra như hờn dỗi tâm ngồi xổm xuống cười cười dỗ dành con bé được rồi dương ngoan rồi lát mẹ làm đùi gà cho con ăn hành động này của tâm đã cho lan biết những điều mà cô làm thực sự chỉ vô hình trong mắt cô nhưng dường như cô ta không chịu tiếp nhận ý tốt này của cô mà chỉ cười khinh một cái sau đó quay đầu đi khỏi bếp không cần nghĩ tâm cũng hiểu rằng nơi mà cô ta muốn đi là nơi nào Mợ chủ không định lên ngăn nó lại hả? Cậu Minh đang xỉn sao khống chế được? Say hay không say thì anh ta khác gì nhau đâu má ơi. Con không muốn ở gần anh ta. Càng ở gần, con càng cảm thấy buồn nôn thôi. Từ khi Hân rời khỏi căn nhà này, người mà Tâm có thể tin tưởng duy nhất chỉ có má hai. Nên cô rất yên tâm khi tâm sự những điều này với bà ấy. Bởi lẽ cô biết rằng bà ấy sẽ không bao giờ đem chuyện này kể với ai dù sao thì con dương cũng cần có ba con không cần đâu bà hồi bia lắm lại còn hay chửi con nữa sau này con chỉ cần má cùng với bà hai thôi vừa nói con bé dương vừa ôm lấy tâm ánh mắt ngây thơ vô cùng kiên định thấy vậy nên má hai cũng không nói gì chuyển sang vài chủ đề khác để trò chuyện mấy hôm sau khi tâm đang ở chỗ làm thì phát hiện ra cha chồng của mình đi xuống từ xe hơi Bên cạnh còn dẫn theo một cô gái trẻ trung Nhìn điều bộ của họ thì cô chắc mẩm Đó không đơn giản là những người thân quen Cùng nhau đi ăn Thế nhưng đối với cô Điều này không có gì kỳ lạ Bởi vì cô đã nghe được chuyện này từ rất lâu Chỉ là dựa theo lời mà má hai kể Thì xem ra Người mà ngoại tình với ông ta từ trước Không phải cô gái này Mà có phần luống tuổi hơn hẳn Khách vô kỳ tâm Đứng ngơ ra đó làm gì Bà chủ bê đồ đi ngang qua thấy Tâm cứ đứng ngơ ngẩn, nhìn bên kia đường, thì không hài lòng nên nhắc nhở. Cô nghe vậy thì vội giật mình. Cô đi làm việc của mình mà không chần chừ thêm nữa. Khó khăn lắm, cô mới có thể xin được một công việc tốt như hiện tại để nuôi con. Cô không muốn để vụt mất. May là bà chủ rất tốt với cô, còn bảo cô nếu sau này con gái đi học, cô nên đăng ký học bổ túc vào ban đêm như vậy vừa có thể đi làm lại vừa có thể tiếp tục con đường học vấn như vậy tốt hơn là cả đời làm công lương ba cọc ba đồng không đáng bao nhiêu tâm ngẫm hoài vẫn chưa thể quyết phần vì ngài phải đi học lại phần lại nghĩ tới ba má với con sẽ phải khổ thêm với mình nên mỗi lần bà chủ hỏi tới tâm chỉ ầm ừ cho qua rồi lại thôi nhưng hôm nay ông trời lại cố tình sắp xếp Giúp cô có động lực để quyết định chuyện này Làm việc đâu đổ tới gần chiều Tâm sắp xếp lại công việc để chuẩn bị trở về nhà với con Đột nhiên đúng lúc này một bóng dáng yếu điệu đi tới Tiếng giày cao gót vang vọng từ bên ngoài cổng Tâm ngẩng đầu dù rằng ánh sáng ngược lại Để khiến cho mọi thứ nhòe đi Nhưng cô vẫn có thể nhận ra Kẻ trước mặt là ai vẫn là cái mùi nước hoa nhài vô cùng thanh khiết Vẫn mái tóc đen dài ống ánh Vẫn nụ cười ràng rỡ Nhưng cô chỉ cần nhìn thấy Những thứ tưởng chừng như In sâu vào trong ký ức ấy Lại vô cùng ghê tẩm Thậm chí buồn nôn tới sợn cả gai ốc Chỉ là kẻ trước mặt Đã lại không ngờ được Cô đã biết mọi thứ Chỉ lặng lặng đưa tay Cười cười rồi nói Tâm hả Lâu lắm không gặp mày hay là ngồi đây nói chuyện với tao đi ánh mắt của tâm nhìn chằm chằm vào kẻ đó phẳng lặng như nước hồ mùa thu nhưng chỉ cô mới biết trong đầu đã hiện lên biết bao nhiêu cách để băm vằm cô ta ra nhưng người ta đã có nhã hướng mời cô cũng muốn nghe thử cô ta muốn nói gì vậy nên cô chỉ cười nhẹ mà đáp à hồng hả mày mới đi du học về à tao nghe mấy đứa nó bảo mà chưa có gọi cho mày được ừ Tao mới về nhưng mà chắc tầm tháng 8 tao đi lại Còn phải học lên thạc sĩ nữa Hồng thấy Tâm cười tươi chào đón mình Thì trong lòng càng vui vẻ hơn Nghĩ rằng cô vẫn như xưa Ngây thơ và không một chút phòng bị Cô ta đon đã mời Tâm đi tới một bàn gần đó Gọi hai ly nước Rồi cùng ôm lại chuyện xưa Chất giọng của cô ta giống như một ngọn suối vậy Nhẹ nhàng phát ra như muốn mê hoặc người khác Ngày xưa chính giọng nói này đã pha thêm chút nũng điệu, cô ta đã dùng nó để đẩy cuộc đời cô vào một chuỗi ngày bi thảm không hồi đức. Nó vẫn như vậy nhỉ? Hả? Mày nói ai? Trong bước giác, tâm buộc miệng cảm tán một câu, khiến cho Hồng hoài nghi. Nhưng rất nhanh cô đã chữa cháy ngay. À, tao nói là mày vẫn như vậy nhỉ? đâu ai nhìn tao cũng bảo sao dạo này tao trắng ra hơn hồi xưa vừa nói hùng vừa đưa cánh tay trắng nõn nà của mình ra đặt sát vào tay của tâm để so kệ hồi đó trong lớp ai cũng bảo nhìn tâm xinh hơn cô ta nhưng giờ thì khác tâm phải ở nhà chồng chăm chồng hầu con làm đủ thứ việc thì làm sao sánh bằng một người chăm chút da kỹ lưỡng và không phải suy nghĩ gì như cô ta nhìn cánh tay của cô sạm đi rõ rệt khiến cho niềm vui ti tiện trong lòng cô ta lại càng dâng lên cô ta chỉ vào hai nước da vô tình mà hữu ý khoét sâu vào trái tim cô đấy tao nói rồi hồi đó mày trắng hơn tao nhưng giờ tao trắng hơn mày nè ánh mắt của tầm khẽ nâng cao hơn dùng một ánh nhìn tựa như xuyên thấu cả suy nghĩ của người đối diện không rõ có phải vì chột dạ hay không Hồng nhanh chóng thu cánh tay của mình về, ruột rè hỏi. Bộ có chuyện gì làm mày không vui hả? Hay là tao làm như vậy khiến cho mày khó chịu? Nghe cô ta nói như thế, tâm nhanh chóng thu dọn lại thái độ ấy. Cô tươi cười nói. Nào có, chỉ là dạo đây nhiều việc quá nên tao hơi mệt tôi. Hồng nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm, sự lo lắng cũng đã nhanh chóng biến mất. Nhưng thấy bộ dạng lo trước lo sau này của cô ta Trong lòng tâm thực sự khoái trá Cô cười cười tiếp tục cuộc trò chuyện Thế mày sống bên đó ra sao? Có ổn không? Lạ nước lạ cái nhưng mà nói chung cũng ráng Thì vẫn sống tốt thôi Mà mày biết không? Ở bên xin y hệt như mày từng kể cho tao nghe vậy Nói tới đây Hồng ngưng lại đôi chút Đưa ánh mắt nhìn chầm chầm vào tâm Dò xét xem cô phản ứng ra sao Năm xưa, ước mơ được học giỏi để dành học bổng sang du học bên Singapore vốn chỉ là của Tâm. Nếu không phải vì cái đêm định mệnh đó, thì những thứ này làm sao tới lượt Hồng ngồi kể cho cô nghe. Càng nghĩ Tâm có chút mất chống chế. Đôi bàn tay siết chặt lấy tay cầm của ghế ngồi, bình tĩnh hơn. Cô nhìn được 5 năm rồi, cớ gì phải mất khống chế vào lúc này để tình hình này tệ hơn. Hồng nhìn thấy sự cố nhịn nhục của Tâm, thì không nhìn nổi cảm xúc hạ hề cô ta khích tướng tệ quá nếu như mày không lỡ mang tài với anh minh thì có khi tao còn không có cửa nhận được học bổng này đâu nhưng cô ta lại không ngờ rằng tâm đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc cô đáp bao năm rồi mà mày vẫn tự ti như vậy sao sao lại xếp bản thân có năng lực thấp hơn tao vậy Chuyện năm đó không nhờ mày thì có thể thành sao? Lời cạn mà ý thì sâu, tâm quả thực đã khiến cho Hồng có chút giật mình. Nhưng đối diện với sự kinh ngạc của cô ta, cô vẫn điềm tĩnh hớp một ngụm nước, sau đó lại nhún vai nói. Không phải sao, nếu không có mày nhờ anh Minh chở tao về, thì sao tụi tao có thể thành đôi chứ? Khi nói mấy lời này, tâm lại bày ra ánh mắt vô cùng cảm kích đối với Hồng, khiến cô ta thầm cười cợt, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa thay đổi. Bị cô ta hại thê thảm như thế, vẫn nghĩ là cô ta đã giúp đỡ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Dù đã qua bao nhiêu năm, trải qua bao cuộc ăn chơi của mình, mà gia sản của bà Mười kia vẫn không lây chuyển, xem chừng như cô thật sự vui vẻ khi được gả vào cái nhà đó, nơi vinh hoa phú quý, hưởng được mười đời không hết thấy mày nói như vậy thì tao cũng mừng sao mày không ở nhà cho khỏe việc gì phải ra đây làm việc chi cho mất công hồng vốn nghe mấy năm nay tầm sống ở nhà chồng không hề dễ dàng đây là điều mà cô ta ở ngoài nước ngoài vẫn luôn mong mỏi có thể trở về để chứng kiến nhưng điều cô ta không ngờ nhất tâm lại cười vui mà đáp anh minh cũng bảo tao ở nhà cho khỏe nhưng mày thấy đó ở nhà mãi thì chán quá nên thôi tao ra đây cho quay quả ánh mắt của tâm khi nhắc tới điều này thì vô cùng lấp lánh dường như là rất hạnh phúc điều này khiến cho hồng không giấu nổi sự bất ngờ cô ta lắp bắp nói ờ à, mày nói thật sao ừ, sao mà tao nghe mấy đứa nó kể là ông minh đối xử với mày tệ lắm thật tao gạt mày làm gì ông dạo này tu chỉ làm ăn rồi Chắc là do có con nên thay đổi đấy." Quả nhiên, đám bạn bè của Hồng đã nói chuyện cô sống như thế nào trong mấy năm qua cho Hồng biết. Tuy nhiên, đó chỉ là vài lời đồn thổi vang vẳng trong đời họ liên tục, có đúng hay không bọn chúng không xác minh được, chỉ bằng cô diễn với chúng một vở kịch. "Chồng tốt, dù sao thì nó cũng chẳng có hại đối với cô." Sau câu nói này của Tâm, tâm trạng của Hồng trùng xuống mấy phần ánh mắt cô ta tuy vẫn hiền hòa nhưng đôi lúc vẫn khó giấu đi sự khó chịu đặc biệt là khi nhắc đến chuyện vợ chồng vẫn hạnh phúc của mình cô ta để ý sự bực tức hiện rõ đáng sợ có lẽ vì không đạt được như ý mình muốn cô ta thở hát ra một hơi sau đó lấy cớ có việc bận rồi đùng đùng bỏ về trước đối với việc phải diễn như vậy một khoảng thời gian dài tâm bắt đầu cảm thấy mệt nên không giữ hồng lại nữa khi bóng cô vừa khuất sau cửa quán, lớp mặt nạ kiên cường trên mặt cô cũng được tháo xuống. Kèm theo đó là một tiếng thở dài mệt mỏi. Bà chủ đứng ở xa quan sát họ từ nãy tới giờ, không muốn xen vào chuyện này chỉ bảo cô hãy thu dọn đi về sớm. Nhưng như bà ấy cũng biết rằng, cô cần một khoảng thời gian trống để có thể bình tĩnh hơn. Tâm thu xếp lại rồi chào bà chủ, nhưng cô không nhanh chóng trở về nhà mà tạt ngang sang hàng trái cây, lừa một ít trái ngon mua rồi đi vào chợ. Đứng trước một quán hủ tiếu nhỏ, cô thở hát ra một hơi rồi chậm chạp tím vào bên trong. Một người đàn bà đang lúi húi dọn dẹp, thấy cô đi vào thì vô cùng mừng rỡ, lên tiếng. Trời đất, tâm về đó hả con? Ông ơi, con mình về nè. Từ phía bên trong, ông tím đang lúi húi chuẩn bị đồ đằng sau nghe vợ nói cũng chạy lên nhà trên nhìn thấy đứa con gái đã lâu không gặp ông vừa mừng lại vừa lo bởi vì ông biết rằng cô ở nhà chồng không được lòng ai lỡ mà họ biết cô trở về đây có khi lại kiếm chuyện chỉ chiếc cô thêm nên ông nói mà cứ như trách sao bây giờ lại về rồi xin cha má chồng bay chưa mà về thế con đi làm sẵn được về sớm nên ghé thăm ba má chút thôi nghe con gái nói ông Tiến mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Hai ông bà kéo con gái ngồi xuống bàn, hỏi hàng đủ thứ. Từ lúc Tâm sinh con đến nay, họ gặp nhau chỉ vỏn vẹn, chưa đến 10 lần. Gia đình của Minh thì không coi họ là xui gia. Coi thường nên không muốn lúc Tâm ở nhà họ có liên can gì tới. Vì không muốn để con gái khó xử, ông bà chỉ dám gọi điện hỏi thăm. Lâu lâu, lại phải chờ con đưa cháu gái tới chơi mới có thể ẩm bụng Khổ sở là thế, nhưng họ vẫn chỉ mong con mình có thể sống tốt hơn mà không phải chịu khổ. Tâm ngồi trò chuyện với ba má một chút, sau đó cô nhanh chóng tạm biệt họ mà rời đi. Thấy con gái còn chưa ngồi được bao lâu đã phải đi, ông bà có chút không nở, nhưng vẫn không thể giữ lại vì sợ nó về gia đình chồng sẽ làm khó. Thế nên họ đành biện rịn, tuyển cô ra khỏi cửa vừa vặn thay ra đến cửa thì gặp hùng đang chở một cô gái phía sau lưng đi tới thấy tâm anh ấy theo quán tính dừng lại nhưng hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không dám tiến tới có lẽ vì những chuyện đã qua khiến họ cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với nhau nên cả hai cứ duy trì trạng thái đó một thời gian dài mãi tới khi ông tín cảm thấy căng thẳng quá nên mới tiến tới chạm khẽ vào vai cô mà nói tâm con với hùng đã lâu rồi không gặp nên quên nhau rồi đúng không dạ à ảnh dạo này khác quá cho nên bỏ lưỡng câu nói đôi mắt của tâm nhìn sang người con gái phía sau lưng hùng đó là một cô gái rất xinh đẹp nhưng bộ dạng có phần ngờ nghịch thậm chí khi nhìn thấy cô lại trốn đi như đang sợ hãi điều gì đó không rõ vì sao Tâm lại cảm thấy cô gái này rất quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không thể nhớ được là đã gặp ở đâu. Có lẽ đứng lâu như vậy khiến cho Hùng có chút sườn sùng nên đành cất lời nói trước. Tâm về thăm hai bác đó hả em? Dạ, em về thăm ba má. Chứ lâu rồi bận quá nên không về được. Tâm thì cứ thuận theo lời của Hùng mà đáp. Vì chính cô cũng chẳng biết nói gì Hai người cứ duy trì trạng thái sượng sùng kia mãi, đến khi người con gái kia giật vạt áo của Hùng, tỏ ý muốn rời đi. Lúc này dù vẻ không muốn hiện lên trên khuôn mặt của anh, nhưng anh cũng đành nhanh chóng đi, chứ không dám nán lại. Vậy nên anh không biết rằng vẫn có một ánh mắt luôn dọi theo bóng dáng của anh khi nó dần khuất xa dưới ánh chiều tà. Trên đường về nhà, Tâm ghé qua nhà trẻ, đón bé Dương rồi mới về. Lúc họ đi đến, thì thấy má hai bước ra đứng đợi ở cửa bộ dạng có vẻ đang lo lắng điều gì đó biết có chuyện không hay cô liền kéo bà sang một bên mà hỏi trong nhà lại có chuyện gì hả má ừ cậu minh về rồi còn lan đang đứng khóc bù lu bù loa ở bên trong nó mặc dù không ai nói hết câu nhưng ánh mắt của má hai tâm hiểu được sắp có chuyện lớn xảy ra sáng nay lan bị cô sĩ nhục như vậy chắc chắn cô ta sẽ không để yên. Tâm hít một hơi thật sâu, lấy ra vài tờ tiền đưa cho má hai. Sau đó bảo bà đưa cái giường đi ra đầu đường ăn bánh. Chừng một tiếng sau hẳn quay trở lại. Má hai nghe thấy thế, vội vàng nắm lấy tay cô bảo. Con định vô một mình hả? Thằng Minh với con Lan không tha cho con đâu. Không tha nhưng mà chúng không giết con được. Chỉ cần con bé Dương không nhìn thấy là được rồi. Nói rồi tâm dục hai người Màu chóng rời đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng họ khuất dần, tâm thở nhẹ ra một hơi. Cô tự mình mở cửa bước vào trong, điều bộ rất bình tĩnh, chuẩn bị đối mặt với chuyện sắp tới. Ngay khi tâm bước vào trong, đã nhìn thấy Minh ngồi chỉnh chệ trên ghế. Bên cạnh là Lan đang đủ niệu, nước mắt ngắn dài. Điều bộ của ả à thuốc thiết như bị ức chế, cứ dụi đầu vào trong ngực của hắn kệ khổ ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, Lan lại như thấy ma, hơi giật mình đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ả lại khóc bù lu bù loa lên. Anh, anh nói xem, em thương anh mới chịu nhục mà không danh không phận, chị Tâm lại chửi em vô liêm sỉ, thậm chí còn bảo em chẳng bằng gái điếm. Mấy lời như vậy quả thực chỉ có Lan mới có thể nói ra. Tâm nhìn chầm chầm vào bộ dạng uống éo của cô ta, lại nhìn bộ dạng bất cần và kênh kiệu của mình thầm nghĩ tật xứng đôi vừa lứa quá lúc này minh cũng nhìn cô ra về hớt mặt bảo về mà không mở miệng chào ai sao mày câm rồi đúng không tâm không đáp lại lời minh mặc kệ anh ta mà đi lên phòng nhưng cô vừa đi được hai bước một cái ly phan thẳng xuống ngay dưới chân cô khiến cô khừng lại minh lúc này mới gằn giọng khiến người khác e ngại mày học ở đâu ra cái thói mất dậy đó Tôi đi làm về rất mệt Tôi không muốn tranh cãi với anh Đi làm Đi rửa ly thôi mà Cũng như mình đi làm chuyện lớn lắm hay sao mà mệt Đối với những kẻ như mình Công việc của tâm thật hàng kém biết bao Một tháng lương cô kiếm Đôi khi chỉ bằng một giờ Hắn vung tay trong các vũ trường Thế nên chưa khi nào Hắn dành cho cô sự tôn trọng tối thiểu Chỉ là tâm quen rồi Cũng không muốn đùi cò với vẻ cực đoan của hắn nhưng hắn thì có vẻ rất thích gây sự với cô Cho dù cô có tránh né Hắn nhìn cô từ đầu đến chân khinh thường mà nói Nhìn lại mình xem Mày trông thật bẩn thiểu và hôi hám Hồi đó dùng mắt mù cho nên mới nhìn tới mày đấy Lan ở bên cạnh Càng đúng nhiều hơn nghẹn ngào nói Anh Minh Anh phải bắt cổ xin lỗi em Bằng không em không vui Con của anh không vui đâu Được rồi nói mãi. Cô còn nói nữa tôi mặc kệ mẹ đứa con này đấy. Với dạng người tầm gửi như Lan, mình chẳng khác nào đấng tối cao. Một câu nói này của hắn cũng khiến cho cô ta e ngại, vội vàng ngậm miệng rồi quay sang nhìn Tâm. Còn Tâm sau câu nói này thì có chút ngờ ngờ, hỏi lại. Con? Có gì bất ngờ sao? Lan có thai. Tao mới được báo khi nãy khi Minh nói tin này cho Tâm biết, gương mặt của Lan khẽ vênh lên, dường như rất đắc ý. Cô ta nghĩ rằng khi Tâm biết chuyện này, e rằng sẽ rất tức, thậm chí không vui. Nhưng cô ta lại không ngờ, Tâm nghe xong chỉ biết cười nhạt, vì cô thừa biết hậu quả đón chờ Lan sắp tới. Lúc này Minh rung đùi ngông nghênh mà nói tiếp: Tao nghe Lan nói, mày ở nhà thường xuyên lấy cái thế chủ nhà mà đàn áp của và mù loa, đúng chứ?" Anh có chuyện cười nào đủ hài hơn không? Giọng điệu của Tâm có chút bẩn cợt Bởi vì cô hiểu rõ, dù cô sợ sệt hay đáp lúng túng thì kết cục cũng chỉ có một, đó là đánh cho thừa sống thiếu chết, nên cô chọn bình thản đối mặt, cùng lắm là lại đón một trận đòn, đỡ tức hơn. Cô biết rằng khi cô còn ở trong nhà này, thì hắn không dám để cô chết đi. Mày còn khốn! Chắc! song song với câu chửi, một cái tác như trời giáng giáng thẳng vào mặt của tâm. Cô không né tránh mà chủ động hướng trọn nó. Cô thừa biết rằng sau cú đánh kia, trên mặt cô ít nhất cũng sẽ hằn một dấu tay. Nhưng cô không kêu đau mà chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn trực diện vào Minh. Đôi mắt ngày trước lúc nào cũng tuổi hờn, sợ hãi giờ đây như đang trêu người hắn. Mình tấm lấy cổ tay cô, siết tay lại, găng giọng nói. Ai cho mày cái gan cãi lại tao? Mày là con ăn bám. Một đứa đéo bao giờ có quyền lên tiếng trong nhà này, mày biết không? Buồn ra, thằng điên. Mày gọi ai điên hả con chó? Bàn tay của Minh siết mạnh hơn, bóp cứng lấy cổ tay của Tâm. Cô run rẩy, đưa tay lên muốn gỡ ra. Nhưng những ngón tay của hắn như con rắn cắn chặt vào cổ tay cô, đau đớn. Mãi tới khi còn làng sợ xảy ra chuyện mà chạy tới ngăn Hắn mới chịu buông bỏ cô ra Tâm bị vứt xuống đất như một bao cát Ho sặc sùa Và cố thở để bù lại Sự thiếu hụt không khí Lan lúc này ôm lấy cánh tay mình Nũng điệu nói Thôi anh, anh làm vậy hồi lại có chuyện đấy Coi như kệ chị ta đi Tâm thở hát ra một hơi Nhìn chầm chầm vào hai kẻ kia Sau khi được Lan dỗ một hồi Thì Minh không thèm đuôi co với cô nữa nhưng mà không quên đạp một phát lên người cô xong rồi hắn mới thỏa mãn mà rời đi với lan đợi hai người họ đi rồi tâm mới lưỡng tượng đứng lên bám vào lan can cầu thang lê người lên lầu đợi khi vào trong phòng rồi tâm bỏ túi sách ra sau đó cô lục lọi trong ngăn tủ một chiếc điện thoại cũ chụp lại hết những vết thương từ nãy tới giờ thứ này là cô đi làm tích cóp một thời gian mới có thể mua được có thể dùng để chụp ảnh mục đích của cô khi mua nó là lưu lại những bằng chứng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần để sau này khi đưa con rời khỏi đây không bị làm khó dễ mặc dù hai người không có hồn thú nhưng cô vẫn nên đề phòng hết mức có thể sau khi xong xuôi tầm cất cái điện thoại vào sâu trong ngăn kéo bên trong còn có thêm một tập hồ sơ được cô dán lại rất kỹ đây là thứ mà người bí ẩn kia đã nhờ cô lấy được từ trong phòng của cha chồng không rõ vì sao người ấy lại muốn cô lấy khai báo thuế công ty của ông ấy nhưng đó không phải là việc cô nên tò mò bởi vì người đó cho cô một số tiền đủ lớn để làm chuyện này và đủ để cô biết không nên nhiều chuyện hỏi tới tâm dọn dẹp đâu đó xong xuôi thì dương và má hơi cũng về tới dương là đứa nhỏ ngây ngô nhưng nhìn thì vẫn biết được vết tích trên người tâm do đâu mà ra con bé ôm chầm lấy cô vòng tay nhỏ bé vòng qua cổ cô và dụi vào người cô con bé không nói gì cả hoặc là không biết nói gì cho phải nên nó có thể làm theo bản năng của mình mà thôi má hỏi thì đau xót vô cùng bà vuốt ve lên những vết thương ấy hỏi nó lại đánh bay sao sao mà ác nhân quá vậy cô không sao lần này anh ta đánh con cũng ít con chịu được đối diện với sự quan tâm của người khác Tâm chỉ đành nén nỗi đau đớn của bản thân vào bên trong. Cô thầm nhủ trong lòng, chỉ mấy tháng nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi căn nhà khốn kiếp này và không bao giờ phải nơm nớp lo sợ bị đánh như hiện tại. Cô ôm lấy Dương, vỗ về con bé để nó không buồn tuổi. Vừa vặn tay lúc này, dưới nhà vọng lên tiếng của bà Mười. Lần này bà ta đang tức giận gì đó, giọng có vẻ rất lớn, kèm theo đó là tiếng đập vỡ đồ đạc lúc này má hai mới ầm ừ nhớ lại hôm nay ông chủ có trở về dạo gần đây tần suất ông ta về nhà có phần ít hơn nghe bảo rằng bên ngoài mới có thêm một nhân tình mới kẻ này đã tồn tại tương đối lâu là cái gai trong mắt của bà mười nhưng đối với sự bảo vệ của ông ta bà ta không thể làm gì chỉ có thể vô cớ chửi bới tâm đưa dương cho má hai giữ lấy sau đó lẳng lặng đi ra bên cầu thang từ chỗ này cô có thể nhìn được mọi chuyện đang diễn ra bên dưới mà không cần phải đi xuống ngay khi cô vừa tới nơi đã có một cái ly trà nóng bày tặng lên tường gần chỗ cô vỡ tan tác bà mười như đang phát điên chỉ vào mặt người đàn ông trước mặt mà hét lên tại sao tại sao ông lại làm thế với tôi ông nghĩ ông có được như ngày hôm nay là nhờ ai đối mặt với sự chất vấn của bà mười ông mười đều coi như không nghe thấy ông ta chăm chú đọc báo thi thoảng nâng ly trà lên nhấp một ngụm lớn giống như những lời mà bà ta đang phát ra hoàn toàn không nhắm tới ông bà mười càng nói càng tức hơn tiến tới giật phăng tờ báo trên tay ông lúc này người đàn ông đào màu kia mới ngẩng đầu đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính kia như chứa đựng sự coi thường và tức giận tới đáng sợ ông ta vắt chéo chân điềm đạm hỏi Rốt cuộc bà muốn gì Làm có ra thể thống gì không Tôi làm gì hả Ông có biết cái thứ ông đang nuôi ngoài kia Đã làm ra cái trò gì không Khốn nạn Lũ chúng mày đều là một lũ khốn nạn Xem cái điều chó má Mà chúng bay làm ra đi Soạt, Một âm thanh lớn vang lên Kèm theo đó là tiếng nứt đỡ nghẹn ngào. Những bức ảnh bị bà Mười ném thẳng vào người ông Mười Sau đó rơi lạ tạ dưới đất dù đứng một khoảng cách khá xa Nhưng tầm vẫn có thể lờ mờ nhìn được Hình dạng hai người trong bức hình đó Một nam một nữ Ôm ôm ấp ấp Xem chừng có vẻ vô cùng thân thiết Ông Mười cũng theo quán tính Mà cúi xuống đất Nhẹ nhàng nhặt một tấm ảnh lên xem Gương mặt đầy toan tính của ông ta Hiện lên vẻ giật mình Nhưng rất nhanh đã biến mất Ông ta vứt tấm ảnh đó xuống đất Lạnh lùng nói chỉ có chuyện này thôi Bà cũng làm ở Mỹ lên sao Chỉ có chuyện này Ông có biết con bồ mất dậy của ông Nó đem rải ở ngay trước nhà mình Nếu như bà Loa không phát hiện Thì giờ này mặt mũi của cái nhà này Đều vứt cho chó ăn Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt của ông Mười Thoáng cái liền dao động không ngưng Nhưng đó lại chẳng phải là vì Ông ta cảm thấy sợ hãi Khi bí mật của bản thân sắp bị lộ tẩy mà là vì ông ta cảm thấy Người vợ này của mình thật lắm phiền toái Ông ta đứng lên Hướng ánh mắt khinh thường lên người đối diện Châm chọc nói Đừng làm như bản thân bà Là người cao thượng lắm Chuyện tối nát hơn bà từng làm mà Chuyện này có gì chứ Chắc, Một tiếng bạc tài vàng lên Xé rách cái vỏ đạo mạo Mà bao năm nay hai vợ chồng dày công xây dựng Tầm ôm miệng Cố che đi cái nỗi kinh hãi đang trượt chờ hóa thành tiếng la phóng khỏi miệng cô. Từ trước tới nay, người ra tay đa phần là ông Mười, vậy mà giờ đây vị trí đã hoán đổi. Nếp nhăn trên mặt ông ta, giật giật mấy cái, không rõ là đau hay là vẫn chưa thôi kinh ngạc. Sau cú tác ấy, không gian rơi vào im lặng một lúc lâu. Cho tới khi ông Mười dường như lấy lại được suy nghĩ của mình, mắt ông ta đỏ ngầu cả lên. Hàng mấy tia máu đỏ còn các nếp nhân lại bị kéo căng ra Để lộ những đường gân đang nổi cồn lên Như sắp vỡ ra Ông ta đưa tay bóp lấy cổ của bà Mười Đè thẳng bà sát vào mép bàn Sự va chạm của hai người Khiến cho bình và tách trên bàn Va vào nhau Vàng lên mấy tiếng loãng xoảng Ly trà khi nãy ông Mười vừa rót Chưa kịp uống Đã rơi thẳng trên nền đất Vỡ tan khiến nước bắn tùn tóe, Làm ướt cả những bức ảnh dưới đất Ai cho mày cái lá gan này Ai cho mày cái lá gan dám đánh tao Mày quên rồi sao Chính mày là đứa nói mày nợ tao Mày nợ tao Tao nợ mày Nhưng ai cho phép mày phản bội tao Dưới sự siết chặt của bàn tay ông Mười Bà Mười vẫn cố gồng mình lên cãi Gương mặt bà ta lúc thì xanh Lúc lại đỏ Rồi lại dần chuyển sang màu tím Như sắp bị rút hết không khí Tâm ruồn rảy Chẳng hiểu vì sao cô lại không tiến lên Ngăn nổi hai người đó Nhưng cô biết Trong lòng cô đang có một thứ cảm xúc khác Nó điên rồ hơn Đó là sự thống quái Mà không ai có thể hiểu Phản bội Nhiều đây có là gì so với những chuyện năm đó Mày làm với tao Ông Mười cuối cùng cũng buồn tay Có lẽ vì không muốn khiến bản thân Mang tội ác Bà Mười đã ngã ra đất Ôm lấy cổ mình mà ho sặc sùa cố gắng hít lấy hít để lấp đầy chút không khí bị cướp mất. Lần đầu trong khoảng thời gian về làm dâu, tâm thấy bà ta chật vật tới tạm thương. Một người đàn bà sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa, suy cho cùng vẫn có nỗi đau mà chẳng có ai biết tới. Tâm không nghe được câu chuyện phía sau mà hai người họ nói với nhau. Cô chỉ biết rằng ông Mười vẫn kinh kính rời đi. Như bao nhiêu lần trước, thậm chí ngoái đầu lại nhìn một lần cũng không có có lẽ đối với ông ta việc quay lại nhìn người chung chăn gối của mình bao năm qua thực sự là một điều đáng kinh tởm sau đó thì tâm trở về phòng chăm sóc bé dương để cho má hài xuống dưới dọn dẹp cô định bụng rằng sau này có dịp cô sẽ thử hỏi xem chuyện khi xưa bà mười rút cuộc làm là gì theo cô thấy đó có vẻ là một chuyện khiến cho những người trong nhà này không muốn nhắc tới thậm chí nó như một cái gai nhọn đâm thẳng vào trong lòng họ nếu như cô biết được những bí mật ấy thì rất có thể cô biết được và biến cái gai đó thành con dao khoét sâu hơn khiến họ không thể nào quên đi nhưng đó chẳng phải là điều đáng để quan tâm nhất lúc này tâm cần một lý do để đưa mình tới buổi họp lớp sắp tới đó là một việc tương đối khó Nhất là với quan hệ hiện tại của hai người Nhưng Tâm sẽ không vì thế mà bỏ cuộc Tối hôm đó Minh trở về nhà trong bộ dạng say khước Hắn ta không đi vào phòng riêng của mình như mọi khi Mà tới phòng của Tâm Bao năm này sống dưới danh nghĩa là vợ chồng Nhưng cô vẫn luôn bị hắn cưỡng ép Lần nào cũng như lần nào Tâm đau đớn và tuổi hổ Nhưng lần này cô lại chủ động nghiên đón hắn Mùi rượu nồng nặc pha lẫn với mùi của xác thịt. Tâm cố gắng nhắm mắt trong khoảng thời gian đáng ghê tợ mấy. Xong rồi, Minh thỏa mãn nằm vật ra đó, lè nhè bảo cô đi pha cho hắn cốc nước chanh. Tâm gắn gượng đi vào nhà vệ sinh, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lấy ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô phải đề phòng, không để cho bản thân rơi vào hố sâu hay giữ lại một chút liên kết nào với tên đốn mạc ấy. Sau khi uống thuốc, Tâm đi xuống bếp Lấy cho Minh một cốc nước chanh Sau đó cô lặng lặng giúp hắn uống Rồi nằm bên cạnh hắn Có như vậy thì kế hoạch của cô Mới có thể diễn ra trơn tru Sáng hôm sau Minh tỉnh lại Và đầu vô cùng đau nhức Lúc này Tâm đã ở bên cạnh Nhẹ nhàng đưa cho hắn một viên thuốc Bộ dạng của cô khi này rất dịu dàng Trái ngược hẳn với sự ngoan cường của hôm qua Cô còn chủ động quan tâm Lo lắng hỏi xem mình có ổn hay không điều này khiến cho hắn có chút phản cảm câu mày hỏi mày bị điên sao đứng trước sự kinh ngạc ấy tâm vẫn rất bình tĩnh đáp thực ra tối qua em nghĩ cả đêm bé dương là con của hai đứa mình dù sao nó cũng lớn rồi mấy năm nay em với anh đối chọi nhau khiến con bé cũng buồn vậy ý cô là gì hàn gắn vì con sao chỉ cần khiến con hạnh phúc Chuyện gì em cũng làm Minh nhìn chầm chầm vào người đàn bà trước mắt Tựa như đang đắn đo giữa hai luồng suy nghĩ Hắn là một kẻ đã kinh qua mấy bận đàn bà trên đời Sao lại dễ dàng tin lời người mà trước nay luôn sống chết chống đối hắn Thế nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện Lỡ sau này cô và hắn có nhanh chóng lìa xa nhau Thì chắc hẳn sẽ chẳng có một người vợ nào Lại im liềm chịu đựng cái tính khí trái ngang của hắn cho phép hắn ra ngoài ăn chơi trác tán thế kia. Chưa kể tới việc, mà hắn sẽ không từ thủ đoạn kiếm cho hắn một mối kết hôn, môn đang hộ đối, tức là mấy cô tiểu thư đành đá khó chịu kia. Thế nên hắn càng e ngại, so với tâm thì hắn vẫn muốn chọn tâm hơn, để có thể thỏa lòng mà ăn chơi. Thực sự là chuyện gì em cũng làm sao? Mình nâng cầm tâm linh, sau đó liếm nhẹ gò má cô Mấy năm nay dù không được chăm sóc kỹ Nhưng Tâm vẫn mơn mởn như gái 18 Hồi đó mình kết tâm Bởi vì cô có cái nhan sắc mỹ miều thế này đây So với đám con gái quê Khi ấy còn lắm phèn đất Tâm như bông hoa bưởi mới chớm nở Khiến người ta thèm muốn Mà ngắt đi Phải mà cô không kháng cự hắn Thì có khi hắn cũng cưng cô như trứng mỏng Được, chuyện gì em cũng làm sự ghê tởm vốn dĩ đã đè nén xuống tận đáy lòng hôm nay lại trỗi dậy trong lòng tâm cô run rẩy cả người muốn nhào vào nhà vệ sinh mà nôn ói nhưng cô vẫn kìm nén cô phải nhịn phải vì con gái mà còn vì mong muốn báo thù nỗi đau mấy năm nay nếu không phải tại mình cô đã không phải bỏ dở con đường tương lai rộng mở cũng chẳng phải cần nai lưng ra chịu khổ sở trong cái nhà này Nỗi oán hờn bao năm nay Cô sẽ trả cho đủ Sau khi nghe được câu nói chắc chắn của Tâm Minh lại cười nhạt Rồi đứng dậy Thay quần áo đi ra ngoài Bộ dạng của hắn rất thông dông Dường như không để chuyện vừa rồi vào mắt Tâm cũng hiểu Muốn làm cho hắn tin tưởng cô E là không chỉ có bấy nhiều đó Minh rời đi được 15 phút Thì Tâm cùng xuống dưới Vừa vặn tay cái lan khi này Đang chạy lên cầu thang Hai người cứ thế chạm mặt nhau Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe Sau đó trường mắt Rồi lao sòng sọc qua khỏi người cô Thái độ của cô ta cũng dễ hiểu Có thể là vừa đòi gì đó Mà Minh không chịu đáp ứng Dù rằng Minh là một tên mê gái Nhưng đầu óc của hắn Vốn dĩ cũng chẳng dễ đối phó Hạng gái như Lan Sợ rằng đợi sinh con xong Minh cũng sẽ cho nó cuốc khỏi nhà này mà thôi khi này tâm lấy điện thoại của mình ra báo tìm với bên kia tối ngày kia hãy hành động bên kia nhanh chóng phản hồi ok xong xuôi tâm bình tĩnh bước xuống nhà coi như không có chuyện gì mà phụ má hai dọn dẹp nhà cửa lúc này tiện miệng cô có hỏi về bà mười thì biết rằng sau khi ông mười ra khỏi nhà vào sáng nay bà ta cũng đã xách túi sách đi theo bộ dạng rất hùng hùng hổ hổ có thể là đi theo dõi Tâm khi này chỉ dạ một tiếng lấy lệ Sau đó thì làm như không có chuyện gì Mà cô tiếp tục làm công việc của mình Qua được một ngày bình yên Thì lại xảy ra chuyện khác Minh như thường lệ Cùng với đám anh em tới vũ trường để ăn chơi Thì thình linh bị một đám người phục kích Bọn họ bị đánh tới thương tích đầy mình Nhất là Minh Hắn bị mất máu nghiêm trọng khi đưa vào bệnh viện đã mơ mơ hù hù không biết được ai là ai nhưng thật ra ngoài trừ tâm thì hầu như chẳng có ai đến lúc tâm hớt hà hớt hại chạy tới mình đã vào phòng cấp cứu tình hình vô cùng nguy cấp khi nãy kho máu dự trữ trong bệnh viện đã hết phải gấp rút tìm một người có đủ điều kiện để truyền máu như được sắp xếp trước một người phụ nữ được đưa vào bên trong tiến hình lấy máu sau đó nhanh chóng được đẩy ra ngoài cô gái ấy gật đầu với tâm xong xuôi được đẩy qua một bên khác vừa vặn tay khi này trong điện thoại lại hiện lên một dòng chữ mọi chuyện đã xong xuôi còn lại là phần của cô tâm hiểu ý đương theo sự giúp đỡ của một người được cự tới bệnh viện mặc áo bệnh nhân và nằm trên giường để kỹ lưỡng hơn cô còn nhờ người kia rút một ít máu trong người mình ra xong xuôi tất tại, cô để cho người kia đẩy mình vào phòng hồi sức không quên nhắn một tin nhắn cho Hân biết mình đang ở đâu cô tin rằng mình sẽ không làm sai khi mình tỉnh hắn nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện thì rất ngỡ ngàng trong tiềm thức của hắn chỉ dừng lại ở lúc bị đánh tới ngất xỉu mình run rẩy vịn vào thành giường cố nâng thân mình đứng lên nhưng cơn đau từ vết thương nhói buốt khiến cho hắn chỉ đành bỏ cuộc may sao có một y tá bước vào vội tới đỡ lấy hắn anh tỉnh rồi à? Tôi tưởng phải hơn 2 tiếng nữa anh mới tỉnh chứ. Ừ, tôi vừa tỉnh, người nhà tôi đâu? Cô y tá ấy chỉnh lại ven truyền chai nước, sau đó mới đáp. Người nhà anh mới truyền máu cho anh xong, đang nằm ở phòng bên kia. Cảm ơn cô. Từ trước tới nay, mình luôn cho rằng mình chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ trong chính căn biệt thự xa hoa. Ngoài trừ mẹ mình ra, Hắn không nghĩ được là ai có thể cao thượng tới mức cho máu hắn. Vậy nên hắn không cần hỏi y tá, hắn cũng mặc định đó là mẹ mình, nhưng hắn đã sai. Khi Minh còn đang nằm trên giường dưỡng thương thì thình lình cánh cửa phòng bệnh mở ra. Lúc này có một thân hình bé nhỏ bước tới, đó là Dương, đứa con gái bé bỏng của hắn. Con bé mặc một chiếc đầm màu vàng, trên tay có mấy đóa hoa cúc dại ở ven đường. Nó cẩn thận lại gần giường của Minh ruột rè hỏi ba ba ơi ba khỏe chưa mặc dù là ba con nhưng hai người họ trước nay rất ít khi trò chuyện với nhau minh nhìn thấy con gái thì không khỏi giật mình không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại sao con ở đây bà nội đưa con tới sao dạ không dì hân và bà hai đưa con tới thăm má má nói bà nằm ở bên này con qua thăm ba má còn ở đây vậy bà nội đâu dạ con không biết sáng hôm qua bà nội đến nay chưa về một suy nghĩ dấy lên trong lòng minh có lẽ cả cuộc đời hắn không nghĩ rằng người luôn đối chọi với hắn lại là người duy nhất biết tới hắn và cứu hắn lúc nguy nan những suy nghĩ cứ thế tranh luận trong đầu hắn khiến hắn mông lung không thôi lúc này dương có đặt bàn tay nhỏ của mình lên gần tay của hắn nhẹ nhàng nói Ba ơi, tối qua ba bị bệnh, có mỗi mẹ hớt hải chạy đi tìm ba thôi, tội mẹ lắm, mẹ không kịp ăn cơm. Lời của trẻ con ngây ngô nhưng lại là thứ vũ khí chí mạng, khiến cho người lớn e dè dạ. Trước những chuyện mà con gái nói, mình không hồi đáp, nhưng trong lòng lại không ngừng sao động. Nhưng hắn vẫn còn e dè dạ, nhất là sau cuộc nói chuyện mấy ngày trước cùng với Tâm hắn đã có một suy nghĩ rằng rất có thể đây là cách mà tâm đã dạy dương nói cốt là để lấy lòng hắn chính vì cái nghi ngờ ấy gieo vào lòng minh suy nghĩ mong muốn theo dõi tâm hôm sau bà mười cuối cùng cũng biết chuyện mà tới thăm hắn mấy ngày này dính phải chuyện kia cả người của bà gầy rọc đi sắc mặt xanh xao như tàu lá chuối vừa vào tới bà không hỏi hang xem con minh ra sao Chị đềm hết, bực bội, trút lên người hắn. Tao đã nói với mày, ăn trời có chừng có mượt tôi, bao nhiêu tuổi đầu, không làm được trò trống gì cả. Con nằm đây hơn một ngày rồi má mới vào, má đi đâu? Mình không quan tâm đến câu chửi của bà Mười, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại. Khi này bà ấy càng khó chịu hơn, dùng lời lẽ nặng nề để nói. Đi đâu? Mày quan tâm sao? Thấy thái, thái độ của bà ta Mình đương nhiên có chút không vui Thế nhưng vết tường ở trên người chưa lành Hắn không buồn để tâm Rồi mắng chửi một lúc Bà ta chán nản rời đi Trước khi ra khỏi cửa Bà ta không quên nói Lo mà nghỉ ngơi đi Tao về kêu con tâm vô đây Không cần, ở đây có y tá Để nó ở nhà chăm con bé Dương đi Nhắc tới tâm Mình lại càng tỏ ra bực dọc Hắn nghĩ tới bạn thân đang còn sống ở đây đều nhờ vào ơn huệ mà cô ban cho hắn rối bời vô cùng vậy nên hắn không muốn thấy cô cũng không muốn đối chất với cô khi này ở phòng bên cạnh tâm đã nghe được một phần câu chuyện giữa hai má con thái độ của mình khiến cô rất hài lòng giúp cô có thể bình thản mà nhâm nhi ít nước cam xem ra việc ngộ nhận rằng cô đã cứu một mạng của hắn khiến hắn dao động khi nghĩ về cô như vậy thì việc chiếm được lòng tin của hắn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chiếc điện thoại đặt trên tay vàng lên tin tin, báo hiệu tin nhắn tới. Tâm mở quá, cẩn thận đọc. Hồ sơ về người mà cô cần điều tra đã có, tối nay sẽ có người mang tới. Người này hành động nhanh chóng, khiến tầm mở mang tầm mắt. Cô định bụng nhắn đáp lại, thì một tin nhắn nữa lại tới. Chứng cứ của cô đã đủ, Tầm hai tháng nữa hãy tìm cách thoái lui đi Tránh gây tai bay vạ gió Ok Hai tháng nữa khi nhận đủ tiền Tôi sẽ cùng với con rời đi Nhắn xong mấy dòng tin nhắn ấy Tâm thở hát ra một hơi Vậy là ơn oán mấy năm này Chỉ còn hai tháng nữa sẽ kết thúc Sau khi cô cùng với bé Dương Rời khỏi căn nhà đó Cô tin bản thân mình Không bao giờ gặp lại cái địa ngục kia Một lần nào nữa tâm rời bệnh viện vào ngày hôm sau trước khi đi cô còn cố ý lén vào phòng của minh lúc hắn còn đang ngủ đặt vào đó một bát cháo mới mua rồi vội đi về nhìn thấy sự nóng hổi của nó chẳng ai nghĩ rằng nó là thứ thức ăn rẻ tiền ở cổng bệnh viện mà nghĩ rằng là do một ai đó bỏ tâm bỏ sức ra để mua và với độ ngu của minh thì tâm tin hắn sẽ nghĩ như thế Xong rồi, cô nhờ xe ôm chở mình tạt qua nhà của ba má. Hai người họ khi này vẫn chưa đi làm về, nên tầm đứng ở ngoài cổng. Vừa hay lúc này, một cô gái bước tới. Cô ngẩn đầu nhìn cô ta, sau đó mỉm cười nói. Chào Ngọc, mấy bữa trước, đã phiền cô cứu chồng tôi một mạng, không biết nên cảm tạ sao cho hết. Ngọc, đứa đàn bà bị giẫm đạp dưới đất cho tơi tả, ngước đôi mắt thất thuể nhìn tâm rồi đáp. Cứu mạng sao? Chị diễn kịch với hắn xong rồi tưởng thật đấy à? Gương mặt của tâm vẫn rất bình thản dường như không hề có chút ảnh hưởng nào từ lời nói của cô ấy. Sống trong địa ngục trần gian mấy năm nay, cô đã tôi luyện được bản thân, cái lớp mặt nạ dưỡng dương trước mọi thứ. Có trời mới biết, trong lòng cô sụp sôi hàm muốn trốn thoát khỏi cái khốn cùng đó biết bao nhiêu nhưng cô lại càng mong muốn những kẻ khiến cho đời cô phải khổ sở sẽ gánh phải quả đắng. Không phải là tôi đã giúp đỡ cô làm được tâm nguyện cuối cùng trong đời sao? Cớ gì lại đến đây hạch sách tôi như thế? Đôi mắt của Ngọc thoáng chút ruột rè, e ngại và đáp. Tôi chẳng tới đây để hạch sách chị. Tôi chỉ muốn biết rằng cái thằng chó đó ra sao thôi. Đương nhiên rất khỏe. Máu của cô cho hắn ta dùng có vẻ không gì hợp bằng. Một tia sáng vụt lên trong đôi mắt xinh đẹp, đầy u sầu ấy, Ngọc vui tới phát điên. Phải, phải hợp chứ. Đây là món quà tôi phải tặng cho những chuyện hắn gây ra. Rất xứng đáng. Nhìn người đàn bà điên trước mặt, lòng tâm lành đi đôi chút. Ngày đó, gặp cô ta ở bệnh viện lúc cô ta định cướp đi bé Dương. Vừa mới được cô sinh ra, Gương mặt đau khổ tới vặn vẹo và tràn đầy thù hận của cô ta đối với Minh đã thu hút cô, khiến cô bỏ công nhờ người tìm hiểu. Khi ấy cô biết cô ta là người đang ở cạnh hùng. Theo di nguyện của mẹ anh để lại vì món nợ ân tình của bà với bạn cũ, người đó đã mất sớm để lại ngọc sống lan bạc cùng với người cha kế và bị ông ta hãm hại. Bán vào trong đồng gái từ năm 16 tuổi. Đến khi gặp Minh thì được hắn ưu ái, lựa chọn để tiếp nhưng vô tình có thai. Mình khi ấy biết được thì đương nhiên làm sao chấp nhận đuổi chuyện gái đĩ có con với mình nên tìm người đánh cho cô ấy sạy thai. Bởi vì vậy Ngọc mới điên điên dại dại được Hùng Vân lời mẹ đón về cưu mang và chăm sóc. Khi cô tìm đến Ngọc, cô đã đỡ hơn phần nào. Nhưng đôi lúc vẫn không được bình thường nên cô không chấp. Dù sao thì nhờ có cô ta, sự trả thù của cô mới có thêm một yếu tố mới. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Ngọc đạt được mục đích của mình nên cười sặc sụa rồi rời đi. Nhưng chỉ có tầm mới lén nhìn thấy một giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của cô ta. Có lẽ cuộc đời đau thương của người đàn bà ấy, thời khắc này thống khoái đến mức không kìm được nước mắt. Đầu đó khoảng nửa tiếng sau, ba má của Tâm cũng đi làm về, nhìn hai người họ đã già phải cầm cuội giải dầu sương nắng khiến cô không khỏi đau xót vậy nên cô tự tay xuống bếp cẩn thận làm cho họ một bữa cơm thịnh soạn một nhà ba người cứ thế quay quần bên mâm cơm ấm áp biết bao ông tín gắp cho tâm một miếng thịt chiên lớn nhất trách Bày đó lo ăn thêm vô cho mập mạp lên mỗi lần bay về đây tàu thấy bầy ốm xuống tàu thấy thường quá Thôi bà ăn đi chứ gấp con chi Con đang ăn ít để giảm cân Bà Hiền nghe thấy thế mới chen vào Giảm cân cái gì con Nhìn con gầy rụt Mà còn giảm cân nữa Cứ ăn đi cho má Nhà mình cái gì thiếu Chứ đồ ăn là không có thiếu Ông bà hết người này tới người kia gấp đồ ăn vào chén cho tâm Đến khi cô ngăn lại Chén cơm của cô đã đầy ụ cả lên Nhìn ba má không dám ăn đồ ăn ngon mà chỉ gấp cho mình tâm lại ứa nước mắt mấy năm trôi qua chưa khi nào cô thôi tự trách bản thân đã làm khổ ba má vậy nên cô luôn mong rằng bản thân có thể một lần nữa một lần giúp họ có được niềm vui an yên tầm nén nước mắt vào trong cố dùng đũa lùa chén cơm vào trong miệng hương vị cơm ở chính căn nhà của mình nóng hổi và ngọt ngào biết bao cô vừa ăn vừa ra vẻ bình tĩnh nói Bà má cũng không còn trẻ nữa Hay là đừng làm mấy cái nghề này cho mệt Lại về quê cũ của ba đi Rồi con đi làm mỗi tháng con gửi về cho ba má Nhưng mà ba má sợ về quê rồi Sau này muốn gặp lại con với cái giường khó lắm Hơn nữa ba má cũng sợ thằng Minh Nhắc tới người đàn ông ấy Gia đình của Tâm toán trùng xuống họ đều hiểu rằng kẻ này đã gây ra đau thương cho cả gia đình của họ và cho cả cuộc đời của tâm họ căm thù hắn nhưng họ lại càng không dám gây lớn chuyện bởi vì họ sợ con gái của họ lại thêm một lần khổ sở bữa cơm cứ rơi vào sự im lặng ấy một hồi lâu cuối cùng tâm lại là người phá vỡ sự ngột ngạt còn hơn hai tháng nữa con sẽ cùng với mình chia tay hả Cả ông Tín và bà Hiền đều bất ngờ Họ buông vội chén cơm trên tay xuống Nhìn thẳng vào đứa con gái của mình Nhất là ông Tín Cái dáng vẻ phong sương của ông đã mệt mỏi Nay lại càng rượu rã Ông hỏi kỹ Con có biết mình đang nói gì không Tâm? Con biết chứ Con biết rõ là đằng khác Hơn 7 năm nay Không khi nào con không nghĩ tới chuyện này Bà Hiền rơm rớm nước mắt khuyên nhủ cô Nhưng mà con ơi con đã cưới nó giờ con bỏ nó con phải sống sao đây còn dương nữa con có muốn bị mọi người cười chê không có cha sao con thà rằng con của con không có cha còn hơn là có một người cha chỉ biết ăn chơi và hèn hạ như nó bảy năm nay con gắn gượng sống bên cạnh nó mang tiếng là có chồng nhưng mà thực sự không có còn hơn đấy tâm ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp lại những lời nói của ba má dù rằng họ muốn tốt cho cô nhưng chỉ có cô mới biết rằng Bây giờ cô phải làm gì để có thể thoát khỏi Vậy nên cô càng phải chuẩn bị trước Bảo vệ những người xung quanh Tâm thấy bà má yên lặng Như tự hiểu rằng họ đã tự mình Nhìn nhận được chuyện mà cô đang phải gánh Dù rằng họ có cố chấp tới mức nào Trong lòng họ vẫn không thể nào chối bỏ được Nỗi khổ đang biểu hiện trước mắt Bà Hiền ôm lấy cánh tay cô Tựa đầu vào vai cô nhẹ nhàng nói Nhưng mà con ơi, đời con phải sao đây? Người ta sẽ bảo con là đứa bị chồng bỏ đấy con Người ta nói thì kệ thôi má Con chưa từng nghe được mấy lời như đó Nhưng mà... Bà Hiền muốn nói gì đó Nhưng lại bị ông Tín ngăn lại Ngập ngừng đôi chút, ông lại hỏi Bày đã chắc chưa? Dạ thưa ba, con đã suy nghĩ kỹ Ánh mắt của Tâm nồng đậm sự kiên quyết, dường như đã chờ rất lâu tới ngày này. Khác với mấy năm trước đây, ông Tín chẳng buồn ngăn cản quyết định của cô nữa. Ông chỉ cất một tiếng thở dài ảo não, chứa đừng cái vẻ não nề cho số phận con gái. Người đàn ông đã gần lục tuần đứng lên, lần mò gần tủ thờ, bàn tay khẳng khiêu, rút ra trong túi áo một chiếc chìa khóa, sau đó nhanh nhẹn đút nó vào cái lỗ khóa đã rị xét. Một chuỗi âm thanh nối tiếp vang lên, cánh cửa tủ mở ra. Ông Tín cẩn thận lần mò vào sâu bên trong, lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó, ông đem nó trước mặt hai má con, mở ra cho họ nhìn những thứ được cất. Ngoài trừ một số giấy tờ nhà cửa, bên trong đó là 4 đến 5 cái nhẫn bằng vàng, được gói ghém thật kỹ trong một cái túi đỏ. Đặc biệt hơn, mỗi chiếc túi đều được kèm thêm một hóa đơn. Ông lấy ra cái túi đỏ ấy Đặt vào trong tay tâm rồi nói Mấy năm nay Bà má đi làm Dành dùm cũng được ít của cải Hồi đó bay đi lấy chồng Không cho bay được cái chi Thôi thì coi như tao cho bay Để lận lưng cho tương lai Nói rồi ông ngẩng đầu nhìn tâm Đôi mắt già nua Lại nhốn phần phiền não Tao có giữ đủ giấy hết Mốt bay có kẹt thì nhớ mang cả giấy ra ngoài tiệm Sẽ được giá hơn Tâm rừng rừng đón lấy tài sản mà ông Tiến đưa cho Mồi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi Xong xuôi, ông Tiến thở dài ra một hơi Chầm chầm nói tiếp Sắp tới, ta với má bầy cũng tính tới chuyện đi nơi khác sống Căn nhà này sẽ được giao bán cho người ta Bầy cứ lấy một nửa mà vòng thân còn lại thì để vô ngân hàng Rồi đưa má bay để dưỡng già Nói được tới đây Ông Tín rút ra một điếu thuốc Và đốt lên Rít một hơi dài mà nhìn xa xăm Ở bên ngoài trời đã ngã về chiều Nhộn lên bởi thứ ánh sáng vàng vọt Tới não lòng Tâm rủ mắt nhìn xuống dưới Trong lòng tầm đau đớn và tự trách Nhưng cô biết Thà đau một lần nữa Rồi mọi chuyện cũng qua đi Mấy ngày sau, vào ngày diễn ra buổi họp lớp tâm đã thành công mời được minh đi với mình cô nói với hắn rằng có dẫn theo bé dương đi nên muốn hắn đi theo ít nhất là ở ngoài mặt cho con bé đường tuổi thân có lẽ phần vì thương con phần vì nhớ tới chuyện lần trước cô đã cứu hắn nên hắn cũng không từ chối chỉ bảo là tới đó là phải về ngay khi nhà họ tới mọi người trong bữa tiệc đều khá là bất ngờ Họ cũng khá vui vẻ vì lâu rồi mới gặp Tâm, chứ hoàn toàn không có ác ý. Nên cô khá dễ chịu. Duy chỉ có Hồng từ đầu tới cuối, có vài lần cô ta cảm nhận được ánh mắt khó chịu, nhìn chăm chăm vào mình. Cô ta có dẫn theo vị hôn phù tới chào, đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, khá phong độ và nhã nhặn, nhưng ánh mắt có chút gì đó không đứng đắn tâm nhớ lại những điều mà trong tập hồ sơ kia ghi thầm hiểu được lý do vì sao chỉ mới vài năm hồng đã leo lên được vị trí ấy người đàn ông này đã bảo hộ cô ta không ít nên mới có thể suôn sẻ tới thế nếu như mất đi chỗ này e rằng cô ta sẽ khó lòng mà đứng vững vì vậy khi đối diện với gã đàn ông khiếm nhà ấy cô chỉ cười cho qua đến khi tâm cùng với dương chuẩn bị trở về thì minh đã biến đầu mất ngay cả Hồng cũng không thấy đâu Người đàn ông kia sau khi nhận được cú điện thoại Ngay lập tức rời đi Hoàn toàn không để ý xem Người yêu của mình đang ở đâu Lúc này Tâm mới bình tĩnh nhấc điện thoại lên Nhắn cho đầu dây bên kia Một tin để báo cáo Sau đó nhanh chóng tháo cái xìm đó ra Vứt xuống đất mà dẫm lên Sau đó cô lặng lặng ôm dương Rời khỏi chốn ồn ào kia Tựa như hai chiếc bóng Một lớn một nhỏ Hòa vào dòng chảy của phố thị một ngày sau đó Tâm giấu biệt mình trong một khách sạn Nằm ở ngoài ô thành phố Nơi đây được người đó cho người chuẩn bị cho cô Tuy rằng Phải loại khách sạn xịn sọ Nhưng vẫn được xem là ấm cúng Mỗi ngày đều có phục vụ Mang thức ăn lên cho hai mẹ con Sau đó thì họ chỉ việc ăn uống Và nghỉ ngơi trong phòng Dường như hai má con của họ Hoàn toàn sống biệt lập Với thế giới bên ngoài Đến ngày thứ 10, Tâm vừa tỉnh dậy đã có tiếng gõ cửa. Cô lật đật chỉnh trang mọi thứ, sau đó bước ra. Một khuôn mặt rất quen thuộc, xuất hiện với dáng vóc cao lớn. Gương mặt này cô chỉ có thể nhớ mang máng, vì chỉ gặp qua có một lần duy nhất. Người đàn ông kia chậm rãi bước vào bên trong, không chào hỏi mà ngồi tặng xuống ghế. Sau đó chỉ tay cho cô ngồi phía đối diện. Tâm im lặng làm theo trong vô thức, sau đó Ông ta châm một điếu thuốc lên Rít một hơi dài rồi hỏi Không biết cô còn nhớ tôi không? Tâm đáp Đã lâu không gặp rồi, ông Lâm Người đàn ông thấy cô vẫn nhớ tới mình Thì không khỏi quái chí liền nói tiếp Quả nhiên là người trẻ Trí nhớ thật tốt Nhưng lần này ông đến không phải để bàn chuyện phím Tâm biết điều đó Và ông cũng biết điều đó Rất nhanh, ông ta đưa cho cô một chiếc điện thoại mới cùng với đó là một chiếc thẻ ngân hàng nhìn những thứ quý giá trước mắt tâm không gọi có chút e ngại liền mở lời định từ chối nhưng ông ta đã giơ tay ra hiệu cho cô im lặng sau đó nói chiếc điện thoại này là để cô biết được những chuyện đã xảy ra xung quanh cô mấy ngày nay còn đây là toàn bộ số tiền công cô đã làm giúp tôi ông lâm đẩy toàn bộ chúng đến trước mặt tâm Đúng như Giao kèo Tôi mong cô mau chóng đi xa một chút Và đừng bao giờ xuất hiện ở đây Tâm nhận lấy những thứ đồ ấy Sau đó mới ngước lên Nhìn người đàn ông trước mặt Lúc này cô mới cất tiếng Có một điều tôi luôn thắc mắc Đó là tại sao ông lại giúp đỡ cho tôi Cô sai Là chúng ta cùng giúp nhau thôi Những dòng hồi ức cứ chầm chầm trôi qua Như một cuốn phim cũ kỹ đã hoen màu dần được phát lại. Ngày xưa, tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo khổ, lỡ đem lòng thương một cô tiểu thư. Nhưng bố mẹ cô ấy không ưa cái phận của tôi, nên đã gã cổ cho một chàng trai của người bạn giàu có. Câu chuyện về mối tình của ông Lâm cứ như thế được mở ra. Hóa ra sau khi người yêu ông ấy đi lấy chồng, thì ông ôm nỗi đau bị phản bội, rời xa quê, đi lập nghiệp. Chừng mấy năm sau, Ông nhận được thư của người tình cũ báo rằng bà ấy trước khi lấy chồng đã mang thai con của ông. Nay nhà bà sa cơ thất thế muốn nhờ thư báo cho ông hay để xin được giúp đỡ. Vậy mà ông cũng nghe theo để trở về sao? Lúc đầu thì không cho tới khi mẹ con họ dắt díu nhau tới tìm tôi. Đứa con trai đó giống tôi như đúc. Tôi còn yêu cô ấy nên mới đồng ý hạng gắn. Đó là vợ ông có liên quan gì tới chuyện của tôi những lời ông lâm nói làm cho tâm không khỏi bất ngờ hóa ra người đàn bà mà ông ấy yêu lại chính là mẹ chồng của cô tức là bà mười năm đó sau khi về với ông lâm không được bao lâu bà ấy đã có lên tiếng nhờ ông giúp cho sản nghiệp của gia đình sau đó bà ấy đã bảo đó là cơ nghiệp mà cả đời cha mẹ bà ấy gây dựng nên không muốn nó sụp đổ nghe vậy ông cũng giơ tay ra giúp đỡ nhưng thói đời treo ngươi. Ông Lâm, phòng kẻ tù bên ngoài, lại không biết bên trong có nội gián. Sau khi đem gần như toàn bộ tài sản khi ấy của ông ra, giúp đỡ cho bà Mười, ông lại nhận được sự phản bội. Bà Mười và ông Mười khi ấy chưa chia tay. Nói đúng ra bà ấy cố chấp không muốn chia tay. Cho dù ông Mười đã nhận thấy nhà vợ không còn hỗ trợ được cho sự nghiệp của mình, nên nhất quyết ra đi. Vì để cứu vãn lấy người chồng của mình, bà đã lợi dụng ông Lâm cũng hết số tài sản của ông để dựng lại cơ nghiệp, rồi ôm thằng Minh bỏ đi. Khi biết được sự thật ấy, ông lầm như sụp đổ. Sự nghiệp của ông gầy dựng cũng tuột dốc không phanh. Còn phải gánh lên vai một khoản nợ khá lớn. Nếu như năm đó, ông không cố gắng từng ngày vượt dậy, thì sợ rằng ngày hôm nay ông khó lòng có thể sống tiếp. Vậy tại sao ông lại còn quay lại với bà ta? Chẳng lẽ Ông không sợ bà ta sẽ lại lừa dối ông tiếp sao? Cô biết không? Trên đời này có hai dạng người chấp nhận ở lại bên kẻ đã từng suýt hại chết mình. Một là yêu cuồng si. Còn thứ hai? Khi nói tới đây, ông Lâm ngước mắt nhìn Tâm. Ánh mắt ấy đã đầy thăng trầm. Tâm như vô thức đối tiếp câu nói đó. Muốn kẻ đó phải ném trại quả báo. Quả nhiên là người cùng chung chí hướng Không cần phải nói nhiều đấy Nói xong Ông đứng lên định rời đi Nào ngờ tâm như nhớ ra chuyện gì đó Cô vội vàng tiến tới Nếu như mình là con của ông Tại sao ông lại Tôi chỉ nói là nó giống tôi Khiến tôi ngộ nhận Chứ đâu có nói nó là con tôi Lời nói này như một tia sáng Xòe qua trên đầu của tâm Ông Lâm sau khi nói xong cũng rời đi chỉ dặn dò cô đợi ba ngày nữa Thì hãy chuẩn bị rời gọi đây Sau khi ông Lâm rời đi Tâm mất một thời gian Mới có thể bình tĩnh lại đôi chút Cô nhanh chóng rút điện thoại ra Định bụng gọi điện cho ba má Nhưng khi nhìn cái màn hình điện thoại sáng lên Một dòng tin tức đột nhiên nhảy ra Vốn dĩ cô định bụng kệ nó Nhưng nhìn kỹ Cô phát hiện ra cái tiêu đề của tin đó Có liên quan tới gia đình chồng mình Cơn tò mò trỗi dậy Cô ấn vào nó Ngày 1 tháng 11, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Linh, 42 tuổi hay còn gọi là ông Mười, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thủy Thanh. Để điều tra về hành vi trốn thuế, theo quy định tài khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Nhìn cái tên trên màn hình, tâm càng chấn động hơn vì nó là tên của cha chồng cô. Thậm chí trên bài báo còn đính kèm cả hình ảnh ông bị công an dẫn ra khỏi văn phòng công ty. Với chiếc cổng số 8, bộ mặt đáng sợ của ông ta như thế, chắc chắn cô không thể nào nhìn lầm được. Không chỉ trốn thuế, ông ta còn đang bị dính vải, nghi án, hối lộ quan chức cấp cao. Xem chừng khó có thể thoát. Phía cuối bài viết, bài báo còn có một video clip ghi lại cảnh mẹ chồng của cô đang xua đuổi phóng viên. Khi họ đến phỏng vấn, bà ta còn hung hãn xô đẩy người phóng viên đó khiến đầu anh ta va đập và chảy máu mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tâm có chút bối rối khi cô giúp cho ông lâm lấy những giấy tờ kia cô đã biết thừa rằng ông ta sẽ dùng nó để hạ bệ nhà chồng cô chỉ có điều cô không ngờ rằng mọi chuyện lại nhanh tới thế tâm không gọi cho bố mẹ cô quay sang gọi cho má hai mất một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói mệt mỏi alo ai thế má ơi con tâm nè má kiếm chỗ nào kín kín rồi mình nói chuyện nha má Bà ngó nghiêng một hồi sau đó hạ thấp âm lượng nhất có thể rồi nói con cứ nói đi gia đình này giờ chẳng còn có ai nữa lỡ con lan với bà Loan nghe thấy thì sao tôi nói gom một mớ của cải bỏ đi từ ba bốn ngày trước nhưng giờ bà chủ cũng không còn sức lên báo công an nên đành mặc kệ thôi tâm có phần chương hưởng trong bụng lan dù sao cũng đang màn đứa con của mình đâu phải nói đi là đi nhưng ngẫm nghĩ lại cũng đúng với cái tính của cô ta có thể sau khi rời khỏi nhà mình cô ta sẽ nhanh chóng giải quyết sạch sẽ đứa bé con sao rồi cái dương nữa hai đứa con ở đâu ăn uống có đủ không Dạ con khỏe Hiện tại chờ sau một thời gian nữa Tụi con sẽ qua một khu ít người quen mà sinh sống Hai người hỏi tâm nhau qua lại một lúc lâu Sau đó mới bình rìn cướp máy Dựa vào cuộc nói chuyện của má hai Tâm mơ hồ đoán ra được tình hình ở nhà Dạo trước Minh ăn nằm với Hồng Sau bữa tiệc họp lớp Vốn dĩ hai kẻ này chỉ ôm lại chuyện cũ Nhưng cuối cùng lại quấn nhau quá Mà quên trời đất Tình nhân của Hùng là một tay giang hồ khét tiếng. Mặc dù sợ vợ một phép, nhưng vẫn lăng nhăn dính tới mấy cô ở bên nước ngoài. Biết được tin Hồng phản bội mình, gã ta cho người theo dõi mình. Sau đó, một hôm hắn đang say không biết trời đất thì chém cho mấy nhát. Nhưng đó chẳng là gì cả, mình vẫn sống, chỉ là trên người hắn giờ đây chăn chịt vô số vết thương khác nhau. Và đau đớn hơn bác sĩ bảo rằng hắn ta đã nhiễm căn bệnh thế kỷ đây là một tin kinh hoàng đánh xuống đầu của hắn khiến hắn từ trên cao rớt xuống địa ngục bởi vì hắn ăn chơi liên tục không biết được rằng đã dính bệnh từ khi nào nên giờ có biết cũng chỉ như treo án tử mà thôi duy chỉ có tầm biết căn bệnh đó từ đâu mà ra còn về phía bà mười sau khi chồng bị bắt thì liên tục đi khắp nơi chạy trọt nhưng án của nhà họ là án điểm Người ta không ngu mà rớ tới. Bất lực nên bà chỉ biết khóc. Hết khóc rồi lại xỉu. Má hài chăm sóc bà ta cũng khá cực khổ nhưng đành phải chịu. Kết thúc cuộc nói chuyện với má hài, tâm ngồi đó thở hát ra một hơi. Mọi chuyện càng ngày càng bùng nổ, dư luận không ngừng đẩy lên cao. Vì vậy con đường của nhà họ gần như bị khóa chặt, không thể thoát ra. Sau đúng ba ngày giao hẹn, tầm mồm con gái rời khỏi khách sạn Cô ra bến xe Bắt một chuyến xe về thẳng quê Tháng ngày ở quê của Tâm khá bình yên Ở đây không có những người hàng xóm Lúc nào cũng trực chờ Nhìn chầm chầm vào má con cô soi mói Chỉ có những người dân chất phát Lúc nào cũng quan tâm tới cô Họ không hỏi vì sao Cô về mà lại không có chồng theo Chỉ có một đứa con ở bên cạnh Mà chỉ hỏi cô có gì chưa quen để họ có thể giúp đỡ về đây cô như sống lại sau bao nhiêu thăng trầm mỹ mãn biết bao nhưng rồi một con người tưởng là lại quen xuất hiện trước mặt nhà tâm khiến cô không khỏi ngỡ ngàng không ai khác đó chính là hùng so với lần gặp cuối cùng anh ta còn hốc hác hơn nhìn đôi mắt trũng sâu hằng tia máu dường như những ngày qua với anh thực sự khủng khiếp hùng ở lại nhà tâm một thời gian theo như ông Tiến nói là giúp anh khuây khỏa sau khi người vợ của anh mất đi. Không ai nhắc tới cô ấy, nhưng cả Tâm và Hùng đều biết vì sao cô ấy không còn. Nhưng có một sự thật mà tới giờ cô mới được anh làm sáng tỏ. Năm xưa, anh vì ơn nghĩa mà không đành lòng để cô vật và ở bệnh viện nên đem cổ về. Tụi anh ở ngoài mặt là vợ chồng, nhưng mà thực chất. Trước giờ, chưa có cưới hỏi hay là đăng ký kết hôn. Cô ấy cũng bảo rằng cô ấy không sống được bao lâu. Khi hoàn thành xong chuyện, còn gian dở cô ấy sẽ đi. Anh có khuyên nhưng mà cô không nghe. Cuối cùng thì một tháng trước, anh mua đồ về thì phát hiện ra cô đã... Nghe những lời bộc bạch của Hùng, trong lòng tâm có chút quan thác. Người con gái đó so với cô còn số khổ hơn biết bao. Những ngày tháng vượt vạ, phải sống khi trong mình đang mang một căn bệnh thế kỷ. Ác là cô phải khổ sở gấp mấy lần. Nhưng vì để trả thù cho đứa con, chưa thành hình, bị Minh làm sảy thai, cô ấy thà bám víu chút hy vọng mong manh để thoi thốt, tồn tại còn hơn. Hùng còn kể cho Tâm nghe chuyện của Hồng, vốn dĩ sau khi biết được chuyện cô ta ở sâu lưng mình tăng tiểu với Minh, lão giang hồ kia đã tha thứ. Nhưng không rõ vì sao sau những bức hình của lão và cô ta bị người nào đó đưa đến nhà chính. Mọi chuyện vỡ lỡ ra. Hồng đang ở trong nhà, bị mấy người đàn bà lôi ra ngoài đánh rồi cắt tóc, nhục nhã không thôi. Con đường học hành của cô ta cũng đành vải ngưng. Vì vợ của lão kia đã đem hình ảnh xấu của cô ta tung ra hết toàn trường. Nhưng câu chuyện khiến tâm chú ý nhất chính là về nhà chồng cũ của cô. Sau khi nhận được tin ba chồng bị khởi tố, hơn 2 năm tù giam Tâm đã không nghe tin về họ một thời gian. Chỉ có được má hài xuống thăm cô sau khi nghỉ việc, có kể lại rằng gia đình họ bị phong tỏa hết tài sản. Minh và bà Mười đều phải rời khỏi căn nhà cũ kỹ, hiện tại đi đâu không rõ. Hôm nay Hùng lại bảo rằng mấy ngày trước có gặp Minh. Hắn ta bây giờ nghiện thuốc lá bài bạc. Lúc anh gặp, hắn đang trong cơn vả thuốc, còn ra tay đánh mẹ hắn nữa. Trời đất, Vậy bà ấy có sao không? Can kịp nên không sao Công an cũng đã bắt nó đi Phát hiện ra nghiện ma túy Cho nên là khó mà về được Nghe tới đây Tâm không khỏi thở vào nhẹ nhõm Nhưng điều cô tiếc nuối nhất Chính là đã không thể thực hiện được ước mơ khi xưa Vậy bây giờ em định về đây ở luôn sao? Đột nhiên bị hỏi Tâm như bị hỏi trúng tim đen Mà giật thoát Cô đáp Em chưa quyết định nữa Em còn phải nuôi bé Dương Còn ba má Họ già quá rồi Hùng nghe tới đây thì không nói gì nữa Anh chỉ im lặng Nhưng cô không ngờ được rằng Anh lại tự ý đem chuyện này đi nói với ba má Đêm hôm đó Ông Tín và bà Hiền gọi cô xuống bếp Sau đó cùng nhau khuyên cô Ông Tiến là người mở lời trước Tâm Con muốn đi học lại không? lúc đầu tâm có chút ngỡ ngàng khi nghe được điều ấy dù cho đó là mong muốn của cô trong suốt những năm qua nhưng hoàn cảnh gia đình cô sẽ không cho phép lại thêm nữa cái dương càng ngày càng lớn sau này cô còn phải tốn thêm nhiều thời gian chăm bẩm nó vậy thì thời gian nào cô có thể tiếp tục ước mơ đây nghĩ thế tâm cất giọng rầu rầu đáp dạ bây giờ con đi học cũng không để làm gì sắp tới con sẽ tìm một công việc khác ổn định còn phải lo cho con bé nữa Nghe những lời này của Tâm Ông Tín lắc đầu nói Con không cần lo cho Dương Bà má muốn con đi học lại Nên sẽ thay con chăm sóc cho con bé Nhưng mà Không có nhân dị gì hết Bà má bỏ tiền ra nuôi bầy lớn tường ấy Chẳng lẽ không chăm được con bay Nói chung bây giờ cứ lo ăn học lại Nào có tiền đồ sáng làng hơn Rồi báo hiếu cho bà má cứ mỗi câu mà ông Tiến nói ra Đôi mắt của Tâm lại ương ước thêm một chút Cô ôm lấy đôi tay của má Rồi dụi đầu vào vai bà mà khóc Nghe theo lời ba má Tâm khăn gói lên Sài Gòn Đăng ký học bổ túc Tại một trường giáo dục thường xuyên Sau khoảng thời gian một năm Cô ôm thi đại học Và xuất sắc đứng thủ khoa của một trường có tiếng Thời gian đó cô vẫn vừa học vừa làm Cố gắng học thật tốt Để lấy học bổng Số tiền mà ông Lâm cho cô trước khi cô đi Cô rút lại một khoản gửi về cho ba má cất và chăm dương Phần còn lại cô dùng để mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố Cuộc sống cứ êm e ả trôi qua Nhanh như một cơn gió Thoáng cái đã hơn 5 năm Tâm có được tấm bằng tốt nghiệp của mình Và chuẩn bị học lên tạc sĩ Còn Hùng thì giờ đã được lên chức Cũng có trong tay chút thành tựu Thời gian Tâm ở xa nhà anh đã ở cạnh chăm sóc và không cần hồi đáp bất cứ điều gì mãi tới khi cô khoác lên mình tấm áo tốt nghiệp anh mới cẩn thận tổ chức một buổi tỏ tình nho nhỏ dành cho cô anh bảo hồi đó anh không thể bảo vệ em nhưng bây giờ thì có tất cả mọi chuyện đã qua anh muốn cùng với em bước tiếp ở hôm nay và cả ngày mai ngày mai nữa hai người cứ thế thành đôi không phô trương nhưng rất hạnh phúc. Nhiều lúc tâm còn nhớ tới những chuyện đã qua, trong lòng giờ đây không còn âu sầu hay uất hận. Mọi thứ cần trả lại cho những kẻ đã hại cô, cô đã trả hết. Chỉ mong đời này cô có thể an yên mà sống bên cạnh những người cô yêu thương, không còn phải gặp lại họ thêm một lần nào nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Đòi nợ nhà chồng được viết bởi tác giả Ngô Hạ Chi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.